Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Tập 38. Quyển 371, Tân Giang Hồ, 1. Quyển 2 nhé mọi người. Ngư Long Bang ở Bắc Lương chỉ có thể xem như một tiểu bang hội hạng 3, thế nhưng danh tiếng của lão bang chủ HOG lưu lại không nhỏ, là cao thủ quyền thuật kiêm tu nội ngoại. Nghe nói lúc còn trẻ ngẫu nhiên gặp được một vị tiên trưởng bối phận không thấp ở núi Võ Đang, được truyền thụ một bộ nội công tâm pháp thượng thừa. Hơn nữa bản thân đã khổ luyện 30 năm quyền pháp khai sơn pháo gia truyền, rất nhiều hảo hán lục lâm đều chết dưới quyền của lão bang chủ. Đáng tiếc lão bang chủ tính tình bướng bỉnh, lúc thanh thế thịnh vượng nhất thì ngại mặt mũi, không cúi đầu xuống giao tiếp với các lão gia quan phủ, chịu rất nhiều khó dễ. Lúc ấy bang chủ còn chưa lớn tuổi, còn có thể dựa vào song quyền cùng với mấy vị huynh đệ trong bang cùng nhau giành lấy thiên hạ ở Bắc Lương, nơi bang phái san sát như rừng. Chỉ có điều các lão huynh đệ theo ông kiếm đủ bạc rồi thì thay nhau rửa tay vào chậu vàng, thoái ẩn giang hồ, thành một đám ngậm kẹo đùa cháu an dưỡng tuổi già. Lưu lão bang chủ một cây khó chống đỡ, đại cục liền dần dần trở lại hoàn cảnh giật gấu vá vai. Lúc này ông lại muốn chuẩn bị chút quan hệ với các quan lão gia, nếu quen biết nể mặt rồi thì có thể dễ dàng được chia một ít nghề nghiệp thối chí đấu kim, tức là không cần chí tiến thủ. Chỉ có điều là sách theo đầu heo cũng không vào được cửa miếu. Mười mấy 20 năm trước, những người của Hồng Hổ Môn Liễu Kiếm Phái kia ở trước mặt Ngư Long Bang chỉ có thể nói là tiểu bối, cũng bởi vì chúng hiếu kính bạc đầy đủ. Hơn nữa còn nguyện ý không cần thể diện mà làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho quan phủ, thế nên hiện giờ phần lớn đã là người eo quấn bạc triệu rồi. Đừng nói bang chủ môn chủ mà ngay cả các khách khanh cũng đều giàu nứt đố đổ vách, ngay cả trong những thành lớn tấc đất tấc vàng ở Lăng Châu Lương Châu này cũng đã có nhà riêng. Ngư Long Bang giờ cuối cùng cũng biết trước biết sau, siết chặt đai lưng quần cúi đầu khom lưng cầu người nhận lấy tiền hiếu kính. Một ít đường lối nguyên bản trong bang giờ cũng đã bị xơi tái sạch sẽ, nên giờ mới có được chút khởi sắc. Điểm đến lần xuất hành lần này là cái thành còn lưu lại của Kiếm Nam Hành Đài ở biên giới Bắc Mãng, giúp đỡ một vị lão cha trong Lăng Châu thành là con cháu của tứ phẩm võ tướng của tướng môn. Đưa một ít hàng hóa đắt tiền mua từ đế quốc Giang Nam đạo đến Bắc Mãng bên này bán lại, giá chênh lệch cũng tương đối khả quan. Nhưng mà loại buôn bán này cũng không phải ai cũng dám làm. Đế quốc cùng vương triều Bắc Mãng lúc này ngày nào cũng phải lưu lại mấy trăm tính mạng ở biên giới. Trên tay có giấy tờ thông quan bình thường cũng chưa chắc có thể bình yên đi qua quan ải, bất quá nếu vị hoàn khố kia có một lão cha làm tướng lĩnh thực quyền. Cũng không cần lo lắng quan ải ven đường của Bắc Lương bên này sẽ làm khó dễ quá mức, lo lắng duy nhất chính là du khấu mã phỉ của Bắc Mãng bên kia. Mà thôi, Ngư Long Bang cắn răng tiếp nhận vụ làm ăn này. Tuy nói phải lo lắng đề phòng cái chuyện lưỡi dao liếm máu mà lại chỉ có thể lấy được một phần lợi ích đáng thương nho nhỏ. Nhưng thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt, huống hồ lại có thể kết hạ hương hỏa tình cùng vị công tử ca kia. Cái này so với kiếm được vàng thật bạc trắng còn quan trọng hơn nhiều. Năm ngoái một vị đệ tử thân truyền của nhị bang chủ Lộ của Ngư Long Bang thấy thiếu chủ Thanh Long Bang làm sằng làm bậy thì phẫn nộ mà ra tay. Kết quả bị người ta mượn người đông thế mạnh đánh cho tứ chi tàn phế. Rồi Ngư Long Bang thiếu chút nữa còn bị quan phủ dán giấy niêm phong. Đây chính là sự khác nhau giữa có chỗ dựa vững chắc cùng không có chỗ dựa vững chắc. Đoạn thời gian đó thiếu chủ Thanh Long Bang lúc rảnh rỗi liền phe phẩy quạt đến Ngư Long Bang, quấn quýt lấy cháu gái lão bang chủ đến chết không thôi, làm cho trên dưới bang đều nghẹn một cỗ ác khí. Lần này làm việc cho con cháu quan phủ, nên Ngư Long Bang không dám có chậm trễ chút nào. Ngoại trừ lưu lão bang chủ yếu ở lại trong bang để trấn nhiếp những tên tiểu tử gầy yếu định thừa cơ trong Ngư Long Bang, còn nhị bang chủ Tiếu Thương giỏi sử dụng song thủ kiếm vốn đã dự định thoái ẩn vào trung tuần tháng, vì việc này mà bỏ lỡ ngày lành tháng tốt. Thậm chí ngay cả đại khách khanh Công Tôn Dương không hỏi thế sự giang hồ trong nhiều năm ở trong bang cũng tái xuất giang hồ cùng với cây cung sừng châu kia để cùng Tiếu Thương phụ trợ Lưu Ni Dung, người tương lai phải tiếp nhận Ngư Long Bang. Hàng không nhiều lắm, vừa vặn chứa đầy một chiếc xe ngựa. Nếu không phải là vận chuyển về Bắc Mãng ăn lông ở lỗ, thì cũng rất có hiểm nghi rằng dùng cung bắn chim sẻ. Tới gần biên cảnh, nhờ phúc của đế quốc dịch lộ phát đạt, Ngư Long Bang mấy ngày nay đi đường cũng được coi như là thoải mái.
Dẫn đầu là một nữ tử tay áo hẹp ngồi trên lưng ngựa, thắt lưng treo một thanh trường kiếm vỏ xanh. Dung mạo rõ ràng quyến rũ như vưu vật họa thủy mà lại tự có một cỗ anh khí không thể xâm phạm, ước chừng là vì cặp mắt dài thu thủy quá mức lãnh đạm kia của nàng. Ở vị trí cách một nửa con ngựa là Tiếu Thương đang giục ngựa tiến về phía trước. Vị nhị bang chủ này tuy là hai tay hai kiếm, nhưng không phải mỗi bên hông treo một thanh kiếm, mà là hai thanh kiếm được giấu trong một bao kiếm, thập phần cổ quái quỷ dị. Kiếm thuật của Tiếu Thương cũng thập phần thiên phong độc ác, vong hồn dưới kiếm không có 100 cũng có 70-80 người. Cao thủ giang hồ nào không phải kẻ dùng tính mạng cùng thanh danh của người khác để tạo nên. Hơn nữa có rất nhiều lão phái trong giang hồ trọng danh hơn cả trọng mệnh, việc giang hồ chú trọng chính là thập thế cừu vẫn có thể báo. Những năm gần đây năm nào Tiếu Thương cũng bị cừu gia tìm đến tận cửa Ngư Long Bang, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều, có thể thấy được Ngư Long Bang thật sự là suy thoái đến trầm trọng thế nào. Lần xuất hành đến Bắc Mãng này là có sự tình liên. Quan đến bố cục Ngư Long Bang mấy năm tới, cũng không chắc được việc sẽ không có cừu gia nào nhân cơ hội này để ra tay hay không. Nữ tử nhuệ khí bừng bừng kia vươn tay che bớt gió cát đập vào mặt rồi nhìn ra xa chỗ đầu thành Quan Ải, thì thấy Vọng Sơn phi mã, chậm rãi nói, sư phụ, qua cửa khẩu kia, chính là Bắc Mãng rồi. Kiếm thuật của Tiếu Thương mặc dù siêu quần mà lăng lệ, nhưng đối nhân xử thế cũng được trên dưới Ngư Long Bang công nhận là hiền lành, hơn nữa tính tình cũng tốt. Nữ tử bên cạnh là đệ tử quan môn của hắn, trên mặt lộ ra một chút ý cười hiểu ý mà nói, đời này của vi sư cũng mới đi qua Bắc Mãng một chuyến. Nhớ tới cũng không có gì đáng khen. Nhưng thật ra thanh danh của cái lão bí ẩn làm người ta phát bực Công Tôn Dương kia kỳ thật đều là ở bên kia sông Sáo mà ra đấy. Nữ tử cực kỳ nội tú hiển nhiên chính là cháu gái Lưu Ni Dung của Lưu lão bang chủ, kinh ngạc nói, khách khanh Công Tôn không phải là người Tây Thục cũ sao? Tiếu Thương sờ sờ vỏ kiếm, nhẹ giọng thổn thức nói, nhà ai không có một quyển kinh khó niệm, một bí ẩn không muốn nói chứ. Chương 372, Tân Giang Hồ, 2. Lưu Ni Dung quay đầu liếc mắt nhìn xe ngựa một cái, Công Tôn Dương vẫn luôn ẩn cư trong bang đang ngồi một mình ở trên xe đó. Nàng quay đầu lại hạ giọng hỏi, sư phụ, ngươi nói xem tiền vốn của xe hàng hóa này là bao nhiêu? Tiếu Thương cười nói, về bản thân hàng hóa này mà nói, chính là hàng ở Giang Nam đạo giàu có chảy mỡ, cũng không tiện nghi, đại khái phải có 6-7 ngàn lượng mới lấy được. Hơn nữa Bắc Lương này vừa đến Giang Nam, cùng các lộ ngưu quỷ xà thần đút lót vận chuyển, không thể nào không đến 1 vạn lượng bạc. Nhưng nếu đến được thành của Bắc Mãng thì có thể bán ra 3 vạn 5 ngàn lượng bạc. Trở lại trong tay vị đệ tử quan gia kia, sau khi khấu trừ tổng chi tiêu thì ít nhất phải kiếm được 1 vạn 6 vạn 7. Loại làm ăn này, giống như lăn cầu tuyết, luôn luôn là càng lăn càng lớn, chỉ cần có tiền vốn có phương pháp có bối cảnh, còn sợ thiếu bạc sao. Những đệ tử thế gia đời sau của tướng môn kia, nếu những bậc cha chú bận rộn thu thập mồ hôi nước mắt của dân chúng thì bọn họ cũng không nhàn rỗi. Bình tĩnh mà xem xét thì những công tử ca này cũng không phải đều là kẻ ngu xuẩn, còn nói đến phần thu thập nhân mạch. Với những mãng phu chỉ biết đánh đánh giết giết như vi sư, thì 10 người như vi sư cũng không bằng một mình họ. Lưu Ni Dung thở dài nói, Ngư Long Bang đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi, nếu 20 năm trước có thể hạ quyết tâm để luồn cúi, thì hôm nay có lẽ chính là bang phái lớn nhất Lăng Châu rồi. Vẻ mặt Tiếu Thương trở nên bất đắc dĩ nói, cho nên Ni Dung ngươi cũng đừng trách lão bang chủ. Lão thiên tân vạn khổ đem giới thiệu ngươi cho công tử Lữ Thị của hào tộc Dữ Lương cũng không phải chỉ là ham muốn gia thế của đối phương nhằm nâng tầm Ngư Long Bang. Lão bang chủ chỉ có một người cháu gái là ngươi. Làm sao cam lòng đẩy ngươi vào trong hố lửa được, vi sư đã tận mắt thấy qua tên thanh niên Lữ Thị kia rồi, đúng là có chút ngạo khí. Nhưng phẩm tính cũng không kém, dù sao người ta cũng là người có danh tiếng, chớ nói là Ngư Long Bang của chúng mà ngay đến khuê nữ của môn phái đệ nhất Bắc Lương là Long môn phái, người ta cũng chưa chắc để mắt tới. Lời này của vi sư mặc dù nói khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Lưu Ni Dung im lặng không lên tiếng, mím chặt môi. Tiểu Thương biết tính tình quạnh quẽ của vị đồ đệ này, sau khi chui vào sừng trâu 10 con ngựa đều kéo không trở ra, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Nói cho cùng, đây là việc nhà riêng của Lưu gia. Hắn là một lão gia hỏa sắp rời xa võ lâm hưởng thanh phúc, điểm đến tức dừng coi như tròn bổn phận rồi. Chẳng qua trong lòng Tiếu Thương biết rõ, sau này cuộc sống có thoải mái an ổn hay không thì còn phải trực tiếp móc nối với thế lực lớn nhỏ của Ngư Long Bang. Tất nhiên có một phần hy vọng Lưu Ni Dung có thể gả cho một gia đình tốt.
Dự Lương Lữ Thị 20 năm trước vẫn chỉ là một Hàn tộc, giàu có thì giàu có, nhưng đừng nói là thế tộc cao môn mà ngay cả tiểu sĩ tộc cũng phải xem thường. Nhưng vì đã nắm được cơ hội giao hảo với một nhân vật thực quyền của Bắc Lương Quân nên đã có thể quật khởi trong khói thuốc súng Xuân Thu. Bắc Lương Quân này là cây đại thụ chọc trời có rễ cây san sát, Lữ Thị cũng coi như có chút danh tiếng. Đương nhiên, so với 10 gia tộc xuất sắc nhất kia, vẫn là cách biệt một trời một vực. Nhưng những đệ tử cao môn uy quyền quý không thể tả kia, làm sao một nữ tử giang hồ Lưu Ni Dung có thể trèo cao được? Lưu Ni Dung nhớ lại cái gì, thở dài một hơi, vẻ mặt mê mẩn nói, sư phụ, nghe nói tân trưởng giáo võ đang là tiên nhân chuyển thế. Từng cưỡi hạc xuống Giang Nam, còn có Lý Lão kiếm thần đánh bất phân thắng bại cùng Vương Tiên Chi tại Võ Đế Thành trên Biển Đông. Sau lại chỉ dùng một kiếm đã chém chết 2.600 kỵ binh tại Quảng Lăng Giang, rồi kiếm thần Đào Hoa Đặng Thái A độc thân lên Long Hổ, giết tới tận Thiên Sư Phủ cũng không bỏ qua. Thẳng đến khi bị tiểu lữ tổ Tề Tiên Hiệp cùng một gã hậu nhân của Thiên Sư Phủ ngăn cản thì mới quay người xuống núi. Những thứ này là thật sao? Tiểu Thương nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên sùng kính, cười nói, những nhân vật thần tiên này, vi sư cả đời này cũng không gặp được một ai. Nào biết thật giả, về phi kiếm mà nói thì lại càng như là lọt vào sương mù. Vi sư mặc dù đã tập kiếm 30 năm thì ngay cả phần da lông của ngự kiếm cũng chưa từng sờ được. Bất quá vi sư tình nguyện tin tưởng hai vị kiếm thần kia đều là lục địa thần tiên có thể ngự kiếm ngàn dặm lấy thủ cấp. Tốt xấu gì thì cũng cho những hậu bối lỗ mãng cầm kiếm chúng ta một cái niệm tốt đẹp. Tựa như những cao lương mỹ vị trong phủ Bắc Lương Vương chúng ta không đủ tiền mua kia, tuy chưa từng ăn nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến người ta chảy nước miếng. Tiểu Thương cười ha ha, ánh mắt Lưu Ni Dung rạng rỡ. Khóe mắt Lưu Ni Dung thoáng nhìn một nam tử trẻ tuổi bên cạnh, nàng theo bản năng nhíu mày. Người trẻ tuổi này ăn mặc chỉ có thể xem như sạch sẽ, thắt lưng treo một đao phong cách cổ xưa. Lưu Ni Dung chỉ biết người này là do thế tử danh tướng môn kia phái tới, cũng không có tỏ rõ thân phận tỉ mỉ. Người này phụ trách giám sát vận chuyển hàng hóa, đại khái chức trách chính là theo dõi, sợ những con dê nhũi Ngư Long Bang chưa từng trải đời này thấy tiền nổi ý. Lén lút thuận tay dắt dê từ trong đống hàng hóa đi một ít đồ vật nhỏ không bắt mắt nhưng giá cả xa xỉ. Điều này làm sao có thể khiến cho Lưu Ni Dung tâm cao khí ngạo nhìn hắn thuận mắt được. Tên nam tử trẻ tuổi huyền đao kia tướng mạo cùng khí thái cũng không tầm thường. Mấy chục thành viên mạnh mẽ của Ngư Long Bang cũng không mù mắt đến mức cho rằng hắn chỉ là tạp dịch của phủ tướng quân tứ phẩm. Nói chung là có rất nhiều suy đoán về nhân vật có thể đi theo Ngư Long Bang đến Bắc Mãng này. Có người nói là con trai của một vị quản sự nào đó trong phủ tướng quân Sâm Nghiêm. Có người nói là thân thích phương xa của tướng quân đang được bồi dưỡng, lần này là đi rèn luyện. Nhưng lại càng có nhiều người ác độc nhẫn tâm nghĩ túi ra thêu hoa tốt đến mức làm cho người ta ghen tị này là công tử nhân tình của vị tướng quân kia. Hắc, chuyện trong dòng dõi đại phú đại quý, ai nói có thể nói chuẩn được. Những vụ bê bối cùng bí mật dơ bẩn trong đó còn thiếu sao. Lưu Ni Dung là người tâm tư trong suốt, đương nhiên không rõ vì sao ánh mắt của mấy người trong bang nhìn về phía nam tử trẻ tuổi lại nghiền ngẫm như vậy. Dù sao thời gian một tuần này đại khái cũng bình an vô sự. Nếu người nọ không gây chuyện thị phi, nàng đương nhiên sẽ không đi tìm hắn gây sự. Nàng cũng đã lén hỏi qua sư phụ Tiếu Thương rằng thân thủ của người nam tử xa lạ này như thế nào, Tiếu Thương chỉ nói là nhìn không ra. Nàng nghe vậy cũng liền thoải mái, có vẻ hơn đây chỉ là nhân vật nhàm chán cầm chuôi đơn đao kia làm đồ trang sức mà thôi. Dù sao thì đệ tử cao lương xuất thân từ trong đại tộc hào môn đều là cái dáng vẻ này, rõ ràng là so với mấy kẻ hay tử sắc thì còn yếu đuối hơn. So với thư sinh thì còn trói gà không chặt hơn, thế mà lại yêu thích cầm bội đao mang kiếm, thật sự là ác tục đến cực điểm. Nam tử mang đơn đao kia vẫn luôn cưỡi ngựa cách xa một khoảng rõ ràng với Ngư Long Bang. Nhìn thấy ánh mắt dòm ngó của Lưu Ni Dung, hắn mỉm cười đáp lại. Lưu Ni Dung lạnh lùng quay đầu đi. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 373, đao cùng mứt quả, 1. Với sự xa cách của thanh niên mang bội đao, mấy chục kiện sĩ tinh nhuệ của Ngư Long Bang đương nhiên coi đây chính là điệu bộ của kẻ lão gia quan phủ, hai chữ, lập dị. Một số hậu sinh trẻ tuổi trong bang lúc đầu còn lo lắng tiểu tử tuấn tú này vạn nhất được Lưu tiểu thư nhìn với cặp mắt khác thì sẽ khiến cho những gia hỏa le ve loanh quanh nhiều năm như bọn họ quá mức mất mặt.
đương nhiên là sinh lòng cảnh giác rồi hận không thể trói gô hắn lại. Sau đó thấy thái độ của Lưu Ni Dung lãnh đạm thì mới như chút được gánh nặng, oán thầm ác ý đối với gia hỏa bội đao lúc đầu cũng nhạt đi. Dù sao thì một cây làm chẳng nên non hơn nữa luôn lấy người ta trêu chọc thì cũng khiến bọn họ trông có vẻ là người bụng dạ hẹp hòi. May mà vị thanh niên tự xưng họ Từ này cũng không cho cậy gần nhà dựa vào nhân thế để vênh mặt hất hàm sai khiến Ngư Long Bang phải làm như thế nào. Song phương nước giếng không phạm nước sông, cứ như vậy đi tới quan ải giao giới giữa Bắc Lương và Bắc Mãng, đảo Mã Quan dựa vào núi mà xây thành, nằm ở vị trí trọng yếu của đường tắt Nam Bắc. Khi tấm biển bằng thư pháp của Tống Chí Cầu đương triều được viết xong, thương nhân liền lui tới nối liền không dứt, chợ phiên hai bên cổng thành náo nhiệt phi phàm. Nơi này ít có binh qua, cũng không có không khí sơ sát tiêu điều như biên cảnh tuyệt đại đa số thành ở quan ải khác. Có một tòa thành cũ, được xây từ đá vụn cùng đá cuội, khe nứt rêu xanh, gạch ngói vụn hỗn độn. Rất nhiều trẻ nhỏ cư trú ở gần quan thành đang chạy nhảy chơi đùa trên đó. Một gã hán tử cường tráng mặc áo vải màu xanh, thắt lưng buộc dây vải đỏ. Mắt hổ trợn tròn, đang xách một thanh cự đao tương đối tinh giản hơn nhiều so với kiểu trảm mã đao của quân ngũ, mũi đao rạch đất. Cứ như vậy mà đi lên đài cơ với khí thế hung hăng. Sau đó gã hừ lạnh một tiếng, cắm đại đao xuống đất, khoanh tay trước ngực mà đứng. Mấy người lớn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua vị hán tử khôi ngô này mà tóm mấy đứa nhỏ của mình xuống đài. Có một đứa nhỏ bướng bỉnh trơn trượt như cá trạch, mẫu thân của đứa nhỏ này mới hơn 20 tuổi, ở nơi biên cương nắng gió này mà không ngờ da thịt của vị thiếu phụ trẻ này vẫn giống như mỡ. Cái eo nhỏ chân nhỏ kia đúng là đuổi không kịp đứa nhỏ ngoan cố, thương nhân dưới đài cùng dân chúng địa phương thấy vậy thì cười một mảnh. Vài tên vô lại lớn tuổi rồi mà còn chưa có nữ tử làm ấm giường đang tụ tập cùng một chỗ gặm táo đỏ thấy vậy thì phun hạt táo ra rồi lên tiếng đùa giỡn, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nương này đỏ bừng. Lúc đứa nhỏ kia chạy qua bên người tráng hán cầm chảm mã đao, thì nghe con mới sinh không sợ hổ đưa tay muốn đụng vào thân đao. Kết quả là bị hán tử trừng mắt một cái như hung thần ác sát, đứa nhỏ sợ tới mức giật mình tại chỗ, oa oa khóc lớn. Tiểu nương mặc áo trắng đối diện thấy vậy vội vàng ôm lấy đứa nhỏ rồi ôn nhu xin lỗi với người quen này rồi rụt rè không dám thêm nói lời nào. Hán tử mặt đen chừng 30 tuổi kia cũng không khỏi đỏ mặt, đại khái đây là một nam tử ngoài nhìn thô lỗ nhưng trong lại tinh. Tế, khi nhìn thấy tiểu nương tử trước mắt này như thủy tinh linh, thì khuôn mặt thật vất vả lắm mới nghiêm lại để xây dựng hình tượng cao nhân lập tức đã bị phá bỏ. Những tên vô lại phố phường kia thấy thế lại càng ồn ào dương oai. Đài cơ tàn bại này, cứ cách 10 ngày nửa tháng lại có nhân sĩ giang hồ luận võ so tài ở chỗ này, tiểu nương tuy là nữ tử của gia đình đứng đắn. Nhưng quanh năm định cư ở thôn trang phụ cận đảo Mã Quan, gặp qua rất nhiều việc đánh đấm giao kiếm. Thế nên cũng không phải quá mức sợ hãi đối với những mãng phu một lời không hợp rồi động một chút rút đao. Bắc Lương cằn cỗi hàn khổ so với Giang Nam giàu có ngàn dặm đất màu mỡ thì muốn sống sót phải móc đồ ăn từ trong kẽ răng lão thiên gia mà ăn. Dân phong mộc mạc đồng thời cũng dị thường kiến dũng thượng võ. Quan phủ đối với việc võ phu tư đấu cũng không cấm tuyệt, nhưng nếu ngộ thương đến người nào bách tính thì đó là đại tội xung quân. Ngộ thương nhân số tới 3 người trở lên thì phải hành pháp ngay tại chỗ, không có trên 100 lượng bạc đi hiếu kính các binh gia ra thì căn bản sống không nổi. Thế đạo bây giờ có mấy vị chỉ biết khoa tay múa chân cũng dám nói mình là sông pha giang hồ, thế nhưng trong túi mấy vị này có thể có mấy chục lượng bạc chứ. Có mẫu thân làm chỗ dựa, đứa nhỏ kia liền lau qua khuôn mặt lem nhem như con mèo đen nhỏ đi rồi làm mặt quỷ với tráng hán. Hán tử đang muốn tỉ thí với người khác cũng chỉ bất đắc dĩ gãi đầu, hiển nhiên cũng không phải là đồ cùng hung cực ác. Đứa nhỏ này vốn còn muốn duỗi chân đạp cho khối than đen keo kiệt ngay cả đao cũng không cho sờ kia một cái, cũng may đã bị mẫu thân nó vội vàng kéo đi, chầm chầm khiển trách hai câu. Tráng hán mặt đen nhìn như không chớp mắt, dư quang trên khóe mắt lại liếc về phía cái mông hơi vểnh lên của tiểu nương tử hơi khom lưng kia. Hầu kết khẽ nhúc nhích, nữ tử này có thân thể linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, xiêm y khá là sạch sẽ, đại khái là do số lần giặt rũ hơi nhiều thế nên là cũng có chỗ mỏng manh. Hơn nữa cái mông của nàng so với dáng người thì quá mức vểnh, thế nên là cảnh xuân tốt đẹp lại càng lộ ra. Cũng không phải hắn từ chảm mã này nổi ác ý, quả thực thì hắn cũng có chút cứng cứng. Thế nhưng hắn vẫn khinh thường mấy tên hái hoa tặc táng tận lương tâm kia, nếu nói loại về hành động cường đoạt dân nữ. Thì hắn thân là một du hồn giang hồ không có gốc rễ, cũng tuyệt đối không có tiền vốn đi làm,
Nếu mà bị quan phủ bắt được thì bao nhiêu bạc mới đủ đây? Hôm nay hắn mới ước chiến được với một kiếm khách có chút danh tiếng ở biên cảnh. Thầm nghĩ cho dù liều mạng bị thương thì cũng phải dựa vào trảm mã đao chém ra một ít danh tiếng để lọt vào mắt xanh của một ít nhân vật phú quý. Sau này có thể làm hộ viện giáo đầu là đẹp nhất. Giờ Tiếu Thương đang đưa hàng hóa mang theo cùng giấy tờ thông quan cho giáo úy quan ải xem. Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi, chắc chắn là sẽ không qua ải nhanh được. Việc này vốn là việc Lưu Ni Dung phải làm, chẳng qua với tướng mạo mê người của nàng thì cực kỳ dễ xảy ra chuyện bất ngờ. Tiểu Thương cũng không quan tâm đến việc nhất định phải để cho cháu gái bang chủ rèn luyện để tích góp chút đạo lý đối nhân xử thế này. Một xe hàng hóa này mà xảy ra vấn đề thì phần bồi thường Ngư Long Bang có thể đập nồi bán sắt đi để bồi thường. Thế nhưng nếu chọc giận vị công tử của danh tướng kia thì chắc chắn sẽ thương gân động cốt, bởi vậy hắn dứt khoát không cho Lưu Ni Dung lộ diện. Hắn có giấy giờ thông quan riêng, tuy phải tốn kém một phen nhưng có thể thuận lợi xuất cảnh. Còn Lưu Ni Dung thì đang mang theo vài tên tùy tùng đi dạo xung quanh, nàng nói với sư phụ Tiếu Thương rằng nửa canh giờ sau gặp lại ở cửa thành. Lưu Ni Dung muốn thừa dịp chuyến đi này chiêu mộ một hai vị hiệp sĩ giang hồ nhập bang. Nếu nàng thật sự muốn tiếp nhận Ngư Long Bang mà không có chút dòng chính của mình thì khó tránh khỏi cảnh không ngẩng đầu lên nổi, hơn nữa khi làm việc còn bó tay bó chân. Tóm lại là không đẹp. Nàng cùng 6-7 vị bang nhân trẻ tuổi của Ngư Long Bang theo dòng người đi tới phụ cận đài cơ, vài tên địa đầu xà lưu manh muốn tới gần chấm mút. Đều bị sứ giả hộ hoa bên người Lưu Ni Dung nhẹ nhàng đẩy ra, đều là dùng xảo kình, làm cho người ta biết khó mà lui, dù sao nơi này không phải Lăng Châu. Vạn nhất chọc phải kẻ cứng rắn thì ai sẽ nể mặt mũi một tên bang nhân của Ngư Long Bang nghe cũng chưa từng nghe nói qua chứ. Giang hồ bây giờ lớn đến bao nhiêu? Người giang hồ lăn lộn vài năm là cũng có thể thuận miệng báo ra một đống lớn, chỉ riêng ở Lăng Châu, mấy cái danh hào của môn phái, bang giáo, tự trang, đảo trại, hội cung. Có danh phận thì đã có 40 mấy cái danh hào rồi, nói khó nghe một chút thì giờ ngươi có thể đạt được một cái tên tốt thì cũng khó như lên trời. Ngư Long Bang được tính là một trong những bang phái xuất đạo sớm nên mới cướp được danh húy không tầm thường là Ngư Long. Giờ ra khỏi Lăng Châu, mấy cái bang có cùng tên với Ngư Long Bang trong cả tòa giang hồ này phỏng chừng không có 10 thì cũng có 8-9 cái. Bỗng có một tiếng kêu ầm ĩ vang lên, Lưu Ni Dung quay đầu nhìn lại thì thấy một gã hiệp khách áo trắng như tuyết đeo bội kiếm đang dẫm lên bờ vai người khác để phi thân tới với thần thái xuất trần. Kiếm khách có da tương đối xuất sắc này đang hướng về phía Lưu Ni Dung để điểm vai phi thân. Lưu Ni Dung làm sao chịu được loại nhục nhã bị người dẫm vai nhảy qua này, thế nên danh kiếm bên hông liền từ từ lặng lẽ ra khỏi vỏ, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén. Kiếm sĩ tuấn tú mặt như hoa đào kia híp híp mắt, tựa hồ đã nhận ra khí cơ sắc nhọn của Lưu Ni Dung, thế nên hơi quẹo một chút mà dẫm lên bả vai của một thị dân đang quan chiến ở gần để lướt đến trên đài. Sau khi phiêu nhiên lạc định xong thì có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Thực sự nếu không có chút bản lĩnh thì cũng không dám xuất hiện giống như hắn, giang hồ ngọa hổ tàng long, vạn nhất dẫm lên vai người ta mà dẫm vào trong cái hố to. Bị cao thủ tiện tay kéo một cái thì sẽ ngã xuống đất trong tư thế chó vồ cứt, cái này thì còn so chiêu cái rắm gì nữa. Chương 374, đao cùng mứt quả, 2. Mấy việc so chiêu tiếp theo là phải đều dựa theo quy củ võ lâm mà làm, song phương luận võ trước tiên phải cao giọng tự báo danh hào, hoặc là vẩy nước bẩn cho nhau, hoặc là thổi phồng lẫn nhau, kế tiếp vẫn không thể lập tức tận hứng say sưa đấu mà còn phải nói một câu đao kiếm không mắt sinh tử tự lo. Nếu là sinh tử chiến thì còn phải có tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng làm chứng cho song phương ký giấy sinh tử, đừng tưởng rằng lúc này đã là vạn sự đại cát. Nếu không phải là cao thủ chân chính không màng danh lợi tiền tài thì còn phải đánh mắt nhìn xung quanh, rồi chờ đến khi mấy nhóm cờ bạc lớn nhỏ thu đủ tiền đặt cược thì mới có thể mở màn. Dù sao thì cao thủ chân chính tranh chấp, thường thường trong thời gian một chén trà nhỏ đã định được ra thắng bại rồi, nhìn cũng không đặc sắc lắm. Thế nên cũng phải tốn chút tiền đồng thuê người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, còn nếu là tỉ thí bình thường thì càng phải cần cổ vũ thét to. Điều này đối với việc tỉ thí của song phương đều có lợi. Xui xẻo nhất chính là bị người xem không nể mặt cùng nhau hò la chê trách. Đây quả thực chính là sự nhục nhã vô cùng của võ phu giang hồ. Có một vị đại lão của một bang phái uy phong tại Bắc Lương đến nay vẫn còn bị rất nhiều kẻ thù ác. Tâm không đội trời chung lấy cảnh tượng khó coi của lần tỉ thí năm đó của lão ra làm trò cười.
Rất nhiều dân chúng bên cạnh Lưu Ni Dung hăng hái bừng bừng bưng băng ghế dài tới, mang theo người nhà ngồi chờ trò hay. Còn có người bán hàng rong có cái cây cắm mấy chục sâu kẹo hồ lô qua lại như thoi đưa, bọn nhỏ tham ăn đều nháo nhào bảo cha mẹ chi mấy đồng tiền mua kẹo. Âm thanh của người ở dưới đài bắt đầu ầm ĩ, rất là náo nhiệt. Lưu Ni Dung nhìn xung quanh một lần, không chút lơ là. Hai năm nay Ngư Long Bang ở Lăng Châu không được các bang phái khác thiện ý chào đón, hơn nữa sư phụ Tiếu Thương còn giành được danh hiệu song toàn yến vì dựa vào tính mạng người ta. Gây địch vô số, lần này không có Lưu lão bang chủ của Ngư Long Bang che chở, chưa chắc là không có ai đến báo thù gây hấn, sinh ý của Lăng Châu lớn hơn nữa thì cũng có hạn độ. Một mẫu ba phần đất này có đến mấy chục tông môn phái đứng, ai cũng muốn giành bát cơm của người khác vào trong tay mình, Ngư Long Bang giờ đang ở thời điểm phục hưng khẩn yếu. Đừng nói bang phái không kém nhiều thế lực, mà chỉ sợ nếu Ngư Long Bang lớn mạnh thì sẽ một ít đại bang phái cũng muốn âm thầm chơi xấu Ngư Long Bang. Lưu Ni Dung tự biết không có sức mạnh lúc trước thì ai cũng có thể không nể mặt, thế nên chỉ có cẩn thận lại cẩn thận. Vài nhóm người lạ, bên cạnh khiến trong lòng Lưu Ni Dung vô cùng kiêng kỵ, một nhóm là thương gia vừa rồi cùng nộp giấy thông hành ngoài cửa thành. Loại buôn bán vật phẩm đắt tiền phấn son như Ngư Long Bang thì đã được tính là có thủ đoạn rất lớn rồi, thế nhưng ai cũng biết thủ pháp thông thiên chân chính. Lợi hại nhất chính là những tên buôn lậu muối sắt không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, loại chuyện này một khi phát hiện thì chính là cửa nát nhà tan. Mặc cho quan lão ra đứng sau lưng người lớn bao nhiêu mà một khi bị quân Bắc Lương biết được thì cho dù là đại tướng biên cương từ tứ phẩm đến tam phẩm, đều phải bị chém đầu truyền biên thị chúng, kế tiếp chính là buôn ngựa, mua ngựa từ Bắc Mãng. Về phần là bán cho quân chính Bắc Lương hay là bán cho tư nhân thì cũng phải dựa vào năng lực. Tóm lại vụ mua bán này cũng là vụ mua bán hung hiểm buộc đầu mình vào đai lưng quần. Chẳng những phải có quan hệ quen thuộc rắn chắc ở Bắc Lương bên này, mà ở Bắc Mãng cũng cần nhân vật thực quyền tương đối đáng tin cậy hỗ trợ lót đường. Lúc này bên người Lưu Ni Dung còn có một đám buôn ngựa, nhìn trang phục giống thương nhân, người nào cũng có thân thể mạnh mẽ, thần hoa nội liễm. Còn một đám khác thì công khai chỉ trỏ về phía nàng, không hề có dấu hiệu giấu giếm. Lưu Ni Dung nhẹ giọng nói, cẩn thận chút, đừng chỉ nhìn luận võ trên khán đài. Mấy thanh niên Ngư Long Bang bên cạnh đều yên lặng gật đầu. Không biết tại sao, khi Lưu Ni Dung nhìn về phía một đống gạch thô trên tường nối liền với ngọn núi phía xa, thì lại thấy nam tử trẻ tuổi kia đang ngồi xổm. Một tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô, cúi đầu gặm ăn, hắn cũng không phải quan sát luận võ tranh đấu trên đài giống như bọn họ mà nhìn ra xa về phía đầu thành Mã Quan. Nàng sừng sốt một chút, có chút giở khóc giở cười, người này thế mà lại nhàn hạ thoải mái như vậy, quả nhiên là đến nửa điểm mùi vị giống như là võ phu thảo mãng cũng không có. Phủ tướng quân bên kia sao lại có nhân vật đỉnh cấp đến như thế này để áp tiêu chứ? Lưu Ni Dung không có tâm tình đánh giá suy nghĩ sâu xa thân phận của vị nam tử bội đao trẻ tuổi kia mà tiếp tục đưa tầm mắt lên trên đài. Không thể không thừa nhận sức lực của vị trảm mã đao kia rất kinh người, một thanh đại đao chừng 40 cân mà khi vung vẩy lại chỉ thấy ánh đao. Kiếm pháp của kiếm sĩ áo trắng như tuyết lại càng cao siêu hơn, đỡ thanh trảm mã đao kia lại nhàn nhã như là dạo chơi, thanh kiếm trong tay chỉ nhẹ nhàng chậm rãi nhấc lên một cái. Trông thập phần thoải mái, hiển nhiên có dư lực, kiếm thuật này ít nhất có thể ngang hàng với sư phụ Tiếu Thương của nàng. Điều này làm cho Lưu Ni Dung sinh ra tâm tư mời chào. Trên bức tường gạch thô kia, đương nhiên chính là Thế tử Điện Hạ Từ Phượng Niên của chúng ta. Xiên trúc sâu thành hồ lô đường, chua ngọt ngon miệng, nước đường đặc sệt vàng nhạt. Tuy là đường loãng kém chất lượng vì người bán hàng rong keo kiệt, nhưng cũng có phong vị riêng, kẹo giòn mà không ngấy, từng miếng sơn, cha, giòn tan. Trên que trúc chỉ còn lại có một quả sơn cha cuối cùng, Thế tử đang muốn hạ miệng thì nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm bên cạnh. Nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, chính là đứa bé nghịch ngợm muốn phân cao thấp ở trên bệ cùng đao khách mặt đen kia. Gia cảnh của đứa bé này phỏng chừng cũng không khá giả, chẳng qua là được ăn mặc sạch sẽ nên không lôi thôi lếch thếch giống như hài tử nghèo khổ bình thường. Nhìn thấy Thế tử Điện Hạ quay đầu nhìn, đứa nhỏ vội vàng làm bộ làm tịch đi xem đánh nhau trên đài, Từ Phượng Niên thấy thế cười cười. Dùng răng rút viên kẹo cuối cùng trên que trúc ra, vứt que trúc đi rồi vươn tay, đưa viên kẹo hồ lô còn chưa cho vào trong miệng kia đến. Đứa nhỏ thấy thế thì nghiêng đầu, liếc mắt đánh giá viên kẹo hồ lô mê người đó rồi nuốt nuốt nước miếng. Thế nhưng tựa hồ đứa nhỏ này được giáo dục rất tốt nên không có thói quen đòi quà người lạ, sau khi lộ ra hai cái răng nanh thì đỏ mặt ngại ngùng lắc đầu.
Thế rồi sau khi do dự một chút thì rốt cục đứa nhỏ đã lấy hết dũng khí mà hạ quyết tâm, quay đầu, mở to hai mắt nhìn Thế tử Điện Hạ. Từ Phượng Niên quay đầu nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu. Đứa nhỏ đưa tay chỉ Xuân Lôi đao treo bên hông Từ Phượng Niên. Hiển nhiên, trong mắt đứa nhỏ, tuy mình có thèm ăn, thế nhưng một chuỗi hồ lô đường phèn cũng không thể so được với việc sờ được thanh đao thật này. Đứa nhỏ nào trong lòng không có một tòa giang hồ. Từ Phượng Niên cười một tiếng, hào phóng mà lấy bội đao xuống, giao cho đứa bé. Trong mắt đứa nhỏ lập tức có một tia kinh hỉ nhảy nhót không thể che giấu được, nó vươn hai tay ôm lấy thanh Xuân Lôi đao kỳ thật cũng không nặng lắm kia. Dường như rất đơn giản, mà ôm lấy được cả giang hồ. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 375, Chồn che chán, 1. Với Xuân Lôi đao, đứa nhỏ này yêu thích không buông tay, thấy vị ca ca đẹp trai bên cạnh này không keo kiệt. Nó liền dứt khoát đặt mông ngồi ở bên cạnh bức tường gạch thô, đôi chân vắt vẻo ở bên ngoài bức tường bùn. Ngồi vậy tuy bẩn quần áo nhưng mà chỉ bị mẫu thân nhắc nhở một hai ngày mà thôi, còn đao này là đao thật nha, không chừng đời này cũng chỉ có thể sờ được một lần như thế này thôi. Thế tử Điện Hạ thấy đứa nhỏ cầm đao, đến chút vô ngã, thì không thể không đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ áo sau của đứa bé, thoáng kéo về phía sau, sợ tiểu tử này không cẩn thận ngã xuống đầu tường. Thế tử Điện Hạ sau đó cắn một miếng kẹo hồ lô, híp mắt nhìn quan đạo nối liền không dứt ngoài thành, nước trong quá thì không có cá. Với năng lực khống chế và thẩm thấu nghiêm mật của quân Bắc Lương, muốn bắt mấy con dê béo chuyên buôn muối sắt và buôn bán ngựa để răn đe thì cũng không khó. Chỉ có điều Bắc Lương vốn là một địa phương nghèo khổ chim không thèm ỉa, rất cần một lượng lớn vàng cùng bạc trắng bên ngoài Bắc Lương tiến vào lưu thông. Ý, Hãn Lâm danh tiếng kém, Lý Công Đức thứ đốc của Phong Châu, có thể lên làm kinh lược sứ của Tân Bắc Lương đạo thì quả thực không chỉ bởi vì lão vô lại này thuộc về tay sai dòng chính của Từ Kiêu. Muốn nói về thủ đoạn thì Lý Công Đức nhận là thứ hai của Bắc Lương, không ai dám tự xưng thứ nhất. Từ Kiêu từng trêu đùa rằng cho Lý Công Đức một đồng tiền, ngày hôm sau có thể sinh ra một lượng bạc. Hơn nữa, vì có thể vớt được mũ quan nhị phẩm chỉ đứng sau tiết độ sứ của Bắc Lương đạo này, lão tỳ hưu Lý Công Đức này đã phá lệ phun ra rất nhiều vàng thật bạc trắng. Nghe đồn có thân hào Phong Châu cùng uống rượu với lão còn cười to nói rằng về sau cũng không chỉ có Phong Châu bọn họ bị tên Lý vắt cổ chảy ra nước chèn ép. Từ Phượng Niên nhai sơn cha, đi vào cõi thần tiên vạn dặm. Lần này bí mật xuất hành, không có bất kỳ hương sư động chúng nào, đi lặng lẽ không một tiếng động. Ngoại trừ một thanh Xuân Lôi đao hẹp thì trên người cũng chỉ có mấy tấm ngân phiếu cùng một túi nhỏ bạc vụn, gia sản cộng lại mới chừng 300. Cái này nếu đặt ở thanh lâu hạng nhất của Lương Châu, cũng chỉ tới ngưỡng cửa của một bữa tử hoa, còn chưa chắc có thể tận hứng. Từ Phượng Niên ngậm cây tam trúc đã không còn kẹo hồ lô, thấy Hải Đồng đang sờ đao kia hiển nhiên là cực kỳ thích thanh Xuân Lôi này. Đứa nhỏ này đang dán khuôn mặt nhỏ nhắn trên vỏ đao, hướng về phía vị đại ca ca tính tình tốt trước mắt này cười ngây ngô. Từ Phượng Niên thấy trên đài Bạch Y Kiếm Khách cùng Hán Tử Trảm Mã Đao mới bắt đầu đánh nhau, nhất thời đám người kia sẽ không tản ra được, thế nên cũng không vội đòi Xuân Lôi về. Hai từ khát khao giang hồ này làm cho hắn nhớ tới một tên nghèo rớt mồng tơi trên người không có xu dính túi, vậy nên Thế Tử ngậm tam trúc ngồi xổm ở đầu tường liền ôn nhu cười nói: "Sơ thì được chứ đừng rút đao ra, sắc bén lắm, đến lúc đó mẫu thân ngươi đuổi theo ta đòi đánh thì không biết phải như thế nào cho đúng." Đứa nhỏ nghiêng đầu len lén nháy mắt với Từ Phượng Niên, cố ý lên tiếng, cười rạng rỡ nói: "Không đến mức đấy đâu, mẹ ta không bao giờ đánh người, tính tình rất tốt." Từ Phượng Niên sờ sờ cái đầu nhỏ này, cười mà không nói. Đứng phía sau một lớn một nhỏ này là vị tiểu nương nhu mì váy vải gai châm kia, kỳ thật nàng đã sớm chạy dọc theo đường bùn mà đuổi đến bức tường gạch thô. Vừa nãy nàng mới nhìn chằm chằm đến ngẩn người một lát ở trước một sạp châm trong phố xá sầm uất, trong túi tuy là rỗng tuếch, cơ mà vừa nhìn qua đã nghiện, rồi cũng không biết xấu hổ mà cầm lên xăm soi vì sợ bị chủ sạp xem thường. Không ngờ sau khi hồi hồn liền phát hiện không thấy bóng dáng con trai mình đâu, tính tình nàng thanh đạm, trên mặt cũng không hiện nên nét vội vàng. Quả nhiên là nhìn thấy con trai mình đang làm bạn với một vị công tử bội đao xa lạ ở đầu tường. Lúc đầu lo lắng rằng đứa nhỏ này có thể gây ra phong ba hay không, với gia cảnh nghèo khổ của nàng nào, có thể chịu nổi bất kỳ giày vò nào, thế nên liền vén váy lên liền chạy chậm tới đầu tường.
chẳng qua lại trùng hợp nhìn thấy cảnh vị công tử kia đang kéo cái cổ áo sau của con trai khiến nàng bất chi bất giác bình tâm trở lại. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã yêu thích ái mộ những hiệp khách hành tẩu giang hồ, mấy lần luận võ trên di chỉ của cái thành đảo Mã Quan cũ, cũng không lần nào đứa nhỏ này bỏ lỡ. Có đôi khi nghe thấy bạn chơi trong ngõ hẻm kêu gọi, đứa nhỏ này đang ăn cơm cũng bất chấp vọt ra ngoài, sau khi trở về cũng không quên ăn nốt bát cơm thừa. Vừa ăn vừa hoa chân múa tay vui sướng kể cho nàng nghe các đại hiệp ra chiêu là như thế nào, làm cho nàng chỉ nhìn thôi mà lòng đã tràn đầy vui mừng rồi. Rất nhiều nỗi khổ không thể nói với người khác thì cũng sẽ không khổ như vậy nữa. Nghe được đứa nhỏ nịnh nọt, tiểu nương dáng người xinh đẹp khí chất lại thanh tú như khuê tú che miệng cười cười. Một đôi con người híp thành trăng lưỡi liềm, thu liễm thần thái, chỉ cất giấu chút phong vận lặng lẽ treo ở đuôi lông mày. Nàng hướng về phía vị công tử ca tâm địa không xấu này hành lễ. Ước chừng là mấy năm nay quả phụ này đã chịu gian khổ, nên đã dưỡng thành một loại trực giác nhạy bén đối với các loại nam nhân xem có dụng tâm kín đáo hay không. Mà một ít thủ đoạn âm u lạt mềm buộc chặt thì phần lớn nàng đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu nam tử trẻ tuổi cắn tăm trúc trước mắt này. So với mấy tên công tử giáo úy chỉ biết học đòi văn vẻ ở đảo Mã Quan kia còn giống đệ tử của đại gia tộc hơn. Ánh mắt hiếm có nhìn nàng rất trong suốt kia làm cho nàng nhớ tới cái giếng cũ ở đầu thôn, sạch sẽ, lại nhìn không thấu nông sâu, nhưng tóm lại vẫn là làm cho người ta không chán ghét nổi. Tiểu nương nhẹ giọng nói, hữu tùng, còn không trả đao lại cho vị công tử này. Hai đồng gật đầu ừ một tiếng, đứng lên, mặc dù trong mắt không nỡ, nhưng vẫn lưu loát đứng lên, cung kính trả xuân lôi đao lại cho đại ca ca đang khom lưng tiếp đao này. Tiểu nương tự nhiên vỗ bỏ bùn đất bụi vàng trên mông đứa nhỏ nhà nghèo, chơi đùa điên cuồng đến đâu thì cũng không thể chà đạp quần áo khâu ra từ từng đường kim mũi chỉ được. Nàng là một quá phụ của một dịch tốt Bắc Lương, không có nam nhân, ruộng đất đều do nàng một mình làm việc, quan phủ hàng năm đều phát xuống một khoản tiền trợ cấp. Không nhiều lắm, tới tay chỉ 8 lượng bạc, nhưng cuối cùng cũng để cho nàng có hy vọng, lén nghe tiên sinh Tư Thục nói theo luật quân Bắc Lương phải có hơn 30 lượng mới đúng. Hơn phân nửa là bị quan gia cắt xén tầng tầng lớp lớp rồi, bất quá nàng chỉ là một thiếu nữ quá bụa nên cũng không so đo những thứ này, hơn nữa so đo thì cũng so đo không được. Ở thôn trang phụ cận đảo Mã Quan có vài nam nhân muốn cưới nàng nhập môn, trong đó còn có một vị mang theo quân công. Nhưng nàng cảm thấy nếu Hữu Tùng đã mang họ Triệu của phu quân thì không thể lại để cho nó gọi nam tử khác họ một tiếng cha nữa được. Tính tình của Hữu Tùng tuy có chút nghịch ngợm, nhưng hài tử như vậy mới linh khí, nàng cũng biết chút chữ. Tầm mắt so với thôn phụ có thô bỉ còn rộng hơn, mỗi ngày nghe đứa nhỏ rung đùi đắc ý học thơ thư Tư Thục thì nàng đều ngồi ở một bên vê tim đèn. Nàng chỉ cảm thấy tuy cả ngày làm việc vất vả, cuộc sống không dễ dàng gì, thế nhưng với cuộc sống túng thiếu nhưng thời gian phong phú này nàng cũng không oán hận gì lắm. Chương 376, Chồn che chán, 2. Trên di chỉ đài cơ giờ toàn là đao quang kiếm ảnh, hai vị hiệp sĩ ngươi tới ta đi, đánh cho thiên hôn địa ám, người xem phía dưới phần lớn là bình dân bách tính sống an ổn qua ngày. Không cần biết các ngươi là phương nào thần thánh, cái gì mà thiên sơn truy phong kiếm hay chảm mã bổ hổ đao gì gì đó, thì chỉ cần bang bang bốp đánh cho hăng say là được, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt vỗ tay ủng hộ, dòng dã 100-200 người đang xem cuộc chiến đều hô to thống khoái. Rất nhiều hán tử đều đứng ở trên băng ghế vỗ tay trầm trồ khen ngợi, dù sao bọn họ cũng không cần móc nửa viên một đồng nào ra. Còn những người đặt cược ngược lại tương đối khẩn trương, không lên tiếng. Chỉ khi nhìn thấy nhân vật mình đặt cược đánh ra chiêu thuật đẹp mắt thì mới âm thầm nắm chặt tay, còn khi thấy rơi vào thế hạ phong thì sẽ lo lắng. Từ Phượng Niên không có hứng thú xem cuộc chiến, nhưng cũng không toát ra chút khinh thường nào, hắn bước xuống đầu tường gạch thô trước. Tiểu nương kia thì thuận thế nắm lấy tay đứa nhỏ. Nàng sợ đứng cùng với vị công tử này quá lâu thì sẽ rước lấy lời đồn đại vụn vặt có thể mọc rễ nảy mầm trong phố phường ngõ hẻm, thế nên nào dám dừng lại ở đầu tường quá lâu. Thầm định xuống đường bùn sớm một chút để cùng con trai rời khỏi chợ cho sớm, thôn của mẹ con các nàng cũng ở ngay bên cạnh, cách không đến một dặm đường. Đứa nhỏ cảm kích vị ca ca này hào phóng nên cười cười kéo kéo ống tay áo thế tử điện hạ. Từ Phượng Niên quay đầu lại thì thấy đứa nhỏ vươn tay. Tựa hồ muốn nắm tay mình, Từ Phượng Niên thấy thế thì cười cười, nhưng không có đưa tay ra mà chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tiểu nương hơi há miệng với vẻ mặt đỏ lên kia. Hắn không muốn làm cho nàng khó xử, cho nên chỉ nhéo nhéo hai má đứa nhỏ một chút rồi sải bước rời đi.
Tiểu nương lặng lẽ thở ra một hơi, hai má nóng hổi, trừng mắt nhìn đứa nhỏ dù sao vẫn là đứa nhỏ, trắng như tờ giấy mỏng. Nó chỉ cảm thấy mẫu thân so với trước kia đẹp mắt hơn nhiều, có vẻ là đang thẹn thùng, nhưng không biết nàng thẹn thùng cái gì. Đánh nhau kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc, nếu không kết thúc, mấy tên được mười mấy đồng xu thuê tới làm ấm sân khấu kia phải vỗ tay đến sưng đỏ rồi, cổ họng người nào người nấy đều khàn khàn. Cũng không phải nói bọn họ chuyên nghiệp như thế nào, chẳng qua trận tỉ thí này quả thật là đặc sắc. Hán tử than đen có chảm mã đao trong tay kia, hắc, khí lực kia thật đúng là có thể bạt. Sơn Hà, chỉ cần vung đao mấy trăm cái đã làm cho người ta cảm thấy kính nể rồi, tên bạch y kiếm khách kia thì lại càng tài ba hơn. Một kiếm nơi tay, ống tay áo bồng bềnh, như du long kinh hồng, làm cho người ta hoa cả mắt. Trang hán chảm mã đao bại đến tâm phục khẩu phục, chắp tay nhận thua. Tự đáy lòng nói vài câu khen ngợi kiếm khách, phần khí độ rộng rãi này làm cho quần chúng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Mà vị kiếm sĩ cao minh làm cho vài vị tiểu gia bích ngọc dưới sân sinh lòng si mê kia sau khi thu kiếm về vỏ liền lưu lại một câu đi đường giang nam ngàn dặm. Khi về không một xu, rồi phiêu nhiên mà đi, quả nhiên là tiêu sái không bị trói buộc, có khí khái. Đây là một bức tranh tất cả đều vui mừng, không đợi vị múa chảm mã đao xuống đài, đã có một vị lão ông gia cảnh giàu có đi lên lung lạc lấy lòng. Lưu Ni Dung đang cân nhắc làm sao ra mặt mới có thể thân cận với hán tử chảm mã đao rất có năng lực kia. Bỗng một gã trung niên quản sự Ngư Long Bang mặt có vẻ ưu sầu chạy tới rồi thì thầm với nàng cái gì đó. Lưu Ni Dung nghe xong thì nhíu mày. Chẳng biết vì sao hiệu úy của đảo mã quan lại ra mặt ngăn cản bọn họ, nói là giấy tờ thông quan xảy ra chút vấn đề. Tiểu thương cũng mang cả thân phận đệ tử tướng môn ra mà cũng không có tác dụng, xem ra đêm nay nhất định phải ngủ lại trong quan rồi. Điều này làm cho Lưu Ni Dung có chút bất an. Theo lý thuyết thì đảo mã quan chỉ là một cửa ải nhỏ, quan hàm lớn nhất của nơi này bất quá cũng chỉ là phó úy lục phẩm. Cái vị mà Ngư Long Bang dốc sức làm việc kia cao hơn cả tứ phẩm, mũ quan trên đỉnh đầu còn lớn vài cấp, tuy nói là võ tán quan, không nắm giữ binh quyền. Nhưng quân Bắc Lương đã tự thành hệ thống, tất cả đã thành một khối, nếu mà tìm hiểu nguồn gốc mấy cái chứ quan này thì luôn có thể liên quan đến các loại quan hệ họ hàng. Với cái chức phó úy lục phẩm quan ải nho nhỏ kia, dưới điều kiện tiên quyết là đã được cống nạp không ít bạc thì không có lý do gì không bán mặt mũi cả. Lưu Ni Dung không để ý tới tên vũ phu chảm mã đao kia nữa mà bước nhanh về phía đầu thành, thấy Tiếu Thương đang trầm mặt, hiển nhiên là đã bị khinh bỉ không nhỏ. Khi ông nhìn thấy Lưu Ni Dung thì thấp giọng cười khổ nói, có cổ quái, giấc ngủ đêm nay có vẻ sẽ không được yên ổn rồi. Chúng ta tìm một cửa hàng sầm uất ở lại, đắt thì đắt một chút, nhưng số bạc này tuyệt đối không thể tiết kiệm. Mỗi ca 10 người, thay phiên trực đêm, sống qua đêm nay là tốt rồi. Lưu Ni Dung vốn không phải là nữ tử hẹp hòi, gật đầu nói, nên như thế. Trong lúc nói chuyện, Lưu Ni Dung thoáng nhìn thấy đám buôn ngựa kia đang đi nhanh về phía bọn họ, dẫn đầu là một vị nữ tử đẫy đà có thần thái ngạo mạn đến cực điểm. Nữ tử này tuổi không lớn, trên đầu quấn một tấm da trồn tinh xảo, loại trang trí này cực kỳ thịnh hành ở biên cảnh Lương Châu, mùa thu đông có thể chống, lạnh. Cũng rất đẹp mắt, tục xưng là chồn che chán hoặc là thỏ nằm, được lưu truyền đầu tiên từ Bắc Lương Vương Phủ, hình như đây chính là trang phục xảo diệu của đại quận chúa Từ Chi Hổ. Những nữ tử quyền quý của Bắc Lương đều có tính tình hoạt bát, đều không ngừng ăn mặc theo phong trào. Bên cạnh nữ tử uyển chuyển đều là những người liếc mắt một cái liền biết là lão đạo trong người luyện võ, khí thái đều trầm ổn, đặc biệt là lão giả bên cạnh kia, ánh mắt hung ác nham hiểm như lão ưng, hai tay mười ngón như móc câu. Không biết tu tập loại công pháp nào mà lại lộ ra màu vàng nhạt không hợp lẽ thường, có vẻ như tu luyện theo con đường ngoại gia bá đạo hung ác như long trảo thủ. 7-8 vũ phu oai vệ bao nữ tử kiêu căng như là chúng tinh cùng nguyệt, ngoại trừ nàng, thứ dư thừa nhất để ngắm nhìn là chính là một gã nam tử bôi son đáp phấn kia, bộ dạng tuy tuấn tú. Chỉ là quá mức âm nhu như nữ tử, không có nửa điểm cương khí, hắn như chim con nhỏ nép vào người nữ tử rồi ném ánh mắt 10 phần âm ngoan nghiền ngẫm về phía đám người Lưu Ni Dung. Từ Phượng Niên chậm rãi đi tới, nhìn thấy tình cảnh có xu thế dương cung bạt kiếm, liền dừng bước, định đứng xa xa quan sát, thật không may chi tiết này của hắn. Không chỉ bị Lưu Ni Dung mặt bắt gặp rồi rước lấy sự bất mãn của nàng, mà ngay cả nữ tử đẫy đà có chút mập mạp kia cũng phát hiện ra, ánh mắt ả lập tức sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên. Ngay cả Lưu Ni Dung ả cũng mặc kệ mà gọn gàng dứt khoát ngoắc ngoắc ngón tay với Từ Phượng Niên, nhìn vẻ mặt là biết muốn sủng hạnh hắn.
nữ tử mà có thể mê đắm nhìn người ta ở giữa đường như thế thì cũng có thể coi là có da mặt cùng bản lĩnh cao minh. Từ Phượng Niên lui về phía sau một bước, ở trong mắt Lưu Ni Dung đây cơ hồ đã là việc nên đáng chém. Nàng nghĩ thầm thanh niên bội đao này thật sự là làm cho người ta tức giận, thế nào mà một chút cốt khí giang hồ nhi lang cũng không có vậy. Sau khi nghĩ một hồi thì khóe miệng Lưu Ni Dung lại nở nụ cười lạnh, kèm treo đầy trào phúng khinh bỉ. Họ Từ này vốn không phải nhân sĩ giang hồ, bất quá cũng chỉ là một kẻ vẫy đuôi cầu xin thương xót với chủ tử trong đại môn tướng quân mà thôi. Nào có thể có loại gửi gắm hy vọng nào mà hắn có thể đảm đương nổi chứ, quá coi trọng hắn rồi. Tuấn Ca Nhi thoa phấn kia thấy nữ tử bên cạnh động xuân tâm thì ghen tị đến đỏ mắt, nói thầm một tiếng như làm nũng, tiểu thư, tên mặt trắng mang bội đao kia cùng đám man tử này thật thô tục. Nữ tử giơ tay tát một cái vào mặt nam tử này, nam tử bị ăn cái tát đau thì bưng mặt, ánh mắt u oán. Lã Trã muốn khóc, đám người Ngư Long Bang cùng Lưu Ni Dung thấy một màn này đều là sởn gai ốc. Chỉ cảm thấy buồn nôn đến rối tinh rối mù, kể từ đó, ác cảm đối với vị họ Từ kia ngược lại đã giảm bớt đi rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa, Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 377, Chồn che chán, 3. Nữ tử phú quý nuôi trai lơ như nuôi chó mèo này quay mặt nhìn về phía Từ Phượng Niên, lại là dáng vẻ mặt đầy ý xuân như mặt trời chiếu về phía tây. Nàng liếc mắt một cái liền trung tình với vị thanh niên dáng người thon dài này, kẻ có khuôn mặt trắng nõn chui ra từ trong đống son phấn bên người kia nàng đã ăn chán rồi. Luôn cần thay đổi hương vị mới có thể dưỡng vị được, nàng đang muốn nói chuyện đùa giỡn thì trên đường phố vang lên một hồi tiếng vó ngựa. Có bốn kỵ không để ý đến phố xá sầm uất huyên náo mà phóng ngựa chạy tới, nguyên con đường gà bay chó sủa. May mà không dẫm bị thương hay đụng ngã người đi đường nào, việc này có thể quy công cho kỹ cưỡi ngựa tinh xảo của bốn kỵ sĩ kia. Khi đến nơi, thì có một gã công tử cẩm y nhảy xuống ngựa, còn ba tùy tùng mặc giáp cưỡi ngựa ở phía sau lại lù lù bất động. Lưu Ni Dung thu hết thảy những thứ này vào trong mắt, nàng đã đoán ra thân phận của tên công tử này, trưởng công tử của phó đô chiết xung của đảo Mã Quan. Chu Tự Nhiên là một trong 10 địa phương cùng nhân vật cần lưu ý trên dọc tuyến Bắc Hành, ở trên đường cùng sư phụ Tiêu Thương. Lưu Ni Dung đã nhớ kỹ tên Chu Tự Nhiên kia, chính là bởi vì ngay cả cả Tiêu Thương cũng chú trọng nhắc tới người này. Nghe nói Chu Tự Nhiên không chỉ có văn thái nổi bật mà còn có rất nhiều giai thiên lưu truyền ở Bắc Lương, có thể kéo cả Tam Thạch Cung, Bách Bộ Xuyên Dương, tiễn thuật siêu quần. Cần biết 30 cân là một quân, 4 quân là một thạch, có thể kéo được Tam Thạch Cung thì đã là có lực cánh tay dọa người. Còn nếu có thể cam đoan được có thể bắn tên được chính xác là đủ để trực tiếp tiến vào quân Bắc Lương đảm nhiệm vai trò du nỏ thủ. Tuy hai bên giang hồ, quân lữ là tương khinh, nhưng trên đời này thật đúng là không có nam tử lỗ mãng vô tri nào dám khinh thường Bắc Lương. Lưu Ni Dung nhìn về phía Chu Tự Nhiên, không ngờ sau khi người này xuống ngựa không phải nói chuyện với nữ tử kia trước, mà là tươi cười nhìn nàng. Điều này làm cho Lưu Ni Dung trở tay không kịp, theo bản năng hơi quay đầu lại, sau khi phục hồi tinh thần mới cảm thấy xấu hổ, ánh mắt cũng dần khôi phục vẻ lãnh tịch. Ở Bắc Lương, người miễn cưỡng có thể xem nữ tử đẫy đà kia như là con cháu để mà nói chuyện vui vẻ, ước chừng chỉ có vị chân tuấn ngạn hàng thật giá thật như Chu Tự Nhiên mà thôi. Vị nữ tử đẫy đà giờ đã mất đi hứng thú cùng tính thú với Từ Phượng Niên. Nàng chỉ ném mị nhãn rồi cùng Chu Tự Nhiên đi vào cửa thành Quan Ải, lúc đi thoáng qua đoàn người Ngư Long Bang giờ như đang gặp đại địch. Nàng không quên hừ lạnh một tiếng thị uy về phía Lưu Ni Dung, còn Chu Tự Nhiên thì lại hữu ý vô tình dừng bước một chút rồi mới đi tiếp. Tiêu Thương thấy mọi việc đã xong thì thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài, chỉ cần không phải là cô Vân Dã Hạc có vũ lực. Bế nghệ thế gian thì mọi chuyện sao có thể vừa lòng đẹp ý được đây, không thể thiếu việc phải nín thở vài lần khi đối mặt với các loại thế lực được. Thế nhưng ông vẫn sợ Lưu Ni Dung để tâm, thế nên mới tìm một câu chuyện nhẹ nhàng mà nói, Chu công tử văn võ song toàn này, xứng đôi với Ni Dung chúng ta nha. Lưu Ni Dung chua xót nói, sư phụ, người biết con ghét nhất loại con cháu quan lại này mà, nhìn hòa khí, đối nhân xử thế linh lung bát diện, nhưng kỳ thật ăn thịt người không nhả xương. Tiêu Thương cười cười, không hề trêu ghẹo đồ đệ tâm khí kỳ cao này nữa mà cùng đi tìm khách điếm thích hợp để vào ở. Theo lẽ thường mà nói, không vào cửa hàng mới mở, không vào cửa hàng đổi chủ. Đều là quy củ cũ hành tẩu giang hồ, đạo lý cũng dễ hiểu,
Chẳng qua là nếu nghỉ lại ngay trước mắt binh lính của đảo Mã Quan thì cũng không cần quá so đo những thứ này. Cuối cùng đám người đã tìm được một cửa hiệu lâu đời trong phố xá sầm uất, hơn 30 người một đêm phải tốn gần 20 lượng bạc. Cho dù là Lưu Ni Dung từ nhỏ đã không lo cơm áo, thì cũng có chút đau lòng, nàng biết rõ khách quen bản địa chỉ cần không đến 10 lượng. Nhưng để mọi thứ ổn thỏa, mặc dù bị coi như dê béo để người ta tàn nhẫn làm thịt một trận, thì Ngư Long Bang cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống mà thôi. Trong thời gian này, Từ Phượng Niên vẫn an tĩnh đi theo phía sau. Một màn trên đường kia đã khiến cho Ngư Long Bang thập phần khinh thị đối với vị thanh niên bội đao vốn không cùng đường này. Đều nghĩ thầm thanh bội đao của tiểu tử ngươi là để làm cảnh sao. Thiếu chút nữa đã bị một người đàn bà cướp cả người đi làm tiểu bạch kiểm rồi. Cho dù đánh không lại những người hầu tàn ác độc kia thì tiểu tử ngươi tốt xấu gì cũng phải có ý tứ bày ra một khuôn mặt giận dữ chứ. Thế mà ngươi lại tỏ vẻ hèn nhát không nói được một lời rồi còn lùi lại một bước kia là sao? Làm mấy trò như vậy không phải liên lụy đến Ngư Long Bang chúng ta cũng mất mặt xấu hổ cùng ngươi sao? Phi, một gã Ngư Long Bang trẻ tuổi nhổ một ngụm nước bọt ở bên chân Từ Phượng Niên. Chương 378, Trailer 300. Người giang hồ trực lai trực vãng, họ Từ lập tức nhận được hiện thế báo, ngoại trừ vớt được một ngụm nước bọt. Hắn còn bị cho ở tại một cái nhà trọ nhỏ hẹp giá rẻ nhất với một bang chúng có tư lịch thấp nhất. Từ Phượng Niên đối với việc này vẫn im lặng không lên tiếng như cũ. Cũng không có dị nghị gì, gia hỏa ở cùng phòng với hắn tên là Vương Đại Thạch. Đáng tiếc thể lực tính cách lại hoàn toàn tương phản với tên, vóc dáng thấp bé thì không nói. Đã thế còn gầy như gậy trúc, chẳng những không vừa thối vừa cứng như tảng đá trong hố xí mà lại thập phần nhu nhược dịu ngoan. Chẳng qua phụ thân hắn năm xưa chết trong một vụ bang phái ẩu đả. Xem như vì Ngư Long Bang tận tử chung, thế nên Lưu lão bang chủ vì nhớ phần tình nghĩa này nên gạt bỏ nghị luận của mọi người để nhét tên Vương Đại Thạch căn cốt không tốt này vào trong bang. Tiểu tử này tuy nói không có nửa điểm võ học thiên phú, nhưng chịu được khổ, làm việc cũng dị thường chịu khó, có thể ra 10 phần lực. Tuyệt không lười biếng phần nào, trong bang không làm thiếu mấy công việc bẩn thỉu như chùi bồn cầu hoặc là giặt quần áo cho các sư huynh. Chịu mệt nhọc, khi dễ mấy năm này nhận được có khi đến mấy cái sọt lớn, bất quá tiểu tử này trời sinh lạc quan, hi hi ha ha. Từ trước tới giờ đều không kêu khổ mang thù, một lần ở trong bang Lưu Ni Dung trong lúc vô tình nhìn thấy hắn bị khi phụ đến quá phận. Liền lưu tâm ngoài định mức, chiếu cố với Vương Đại Thạch nhiều hơn một chút, như thế mới khiến tình trạng của Vương Đại Thạch hơi có chuyển biến tốt đẹp. Chuyến xuất quan lần này, Vương Đại Thạch cũng rất vui lòng nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười với Từ Phượng Niên. Đại khái là đồng bệnh tương liên. Lần này ở cùng một phòng với Từ Phượng Niên, Vương Đại Thạch cũng không cần cố kỵ sắc mặt của sư huynh cùng với các sư thúc bá. Sau khi đóng lại cửa sau liền chủ động hô một tiếng Từ công tử, rồi móc túi bánh ngọt Tây Kỳ Tử đặc sản của đảo Mã Quan vừa nãy mua được tại phố xá sầm uất ra. Kỳ thực hắn mua hai phần, phần trước nặng hơn một cân tất nhiên là bị các sư huynh thu hết. Còn phần sau chưa đến ba lạng thì được hắn vụng trộm giấu đi, nếu không phải như thế. Thì kẻ yêu thích bánh ngọt như Vương Đại Thạch này coi như bỏ tiền ra thì cũng không có cả ba lạng mỹ thực để ăn rồi. Đây cũng là chút tinh minh của Vương Đại Thạch kẻ thấy niềm vui nho nhỏ trong sự khổ cực. Ở trước mặt vị Từ công tử trầm mặc ít nói này, Vương Đại Thạch rõ ràng có một loại tự ti mãnh liệt đến mức không biết che giấu như thế nào. Thế nên chỉ đành móc ra tất cả những viên bánh sữa được tạo hình thành quân cờ nhỏ được bọc trong giấy dầu rồi đỏ mặt hỏi, Từ công tử, nếm thử không? Từ Phượng Niên lắc đầu. Vương Đại Thạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngồi ở trước bàn tự mình ăn, mới há miệng thì có mấy vị sư huynh không gõ cửa mà đã đẩy cửa mà vào. Vương Đại Thạch ngạc nhiên quay đầu. Theo bản năng nuốt miệng bánh ngọt kia xuống, hắn biết là xong đời rồi, bị các sư huynh biết được hắn giấu riêng bánh ngọt, về sau khẳng định lại bị bọn họ ấn đầu bắt bò qua đũng quần. Ba vị sư huynh cao lớn thu kịch vào phòng, trợn mắt há hốc mồm lục soát trên người Vương Đại Thạch. Không có được kết quả mong muốn, một gã sư huynh trong đó chán nản ủ rũ. Giận chó đánh mèo với Vương Đại Thạch, vỗ một cái vào ót hắn nắng, tiểu tử ngươi sao lại không lén lút giấu vài cái bánh ngọt hả, con mẹ nó ngươi đây là ngốc hay là ngu xuẩn thế? Hại lão tử thua tên hạt ớt nhỏ lý đậu kia nửa lượng bạc, đã thỏa thuận rồi, nửa lượng bạc này ngươi phải trả, mấy ngày nữa phát tiền, ngươi phải nhanh chóng trả lại cho sư huynh, nghe thấy không? Vương Đại Thạch ngơ ngác gật đầu. Sư huynh kia trước khi đi còn không quên vỗ tay một cái nữa, sau khi mắng một câu xui xẻo, liền đĩnh đạc sập cửa mà đi.
Vương Đại Thạch chờ các sư huynh đi xa rồi thì mới lén lút buộc cửa lại như kẻ trộm, rồi còn dán tai lên trên cửa. Không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì lúc này mới trút bỏ được sự kinh sợ trong lòng, hắn lau miệng. Vẻ mặt vì âm thầm may mắn mà cười ngây ngô, không có chút giác ngộ nào về việc những cái kia bánh ngọt là hắn bỏ tiền mua thế nên phải là của hắn. Loại bùn nhão không xây nổi tường này, tựa hồ bị khi dễ mới là sự bình thường, còn nếu có mấy kiểu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thì mới là quái sự. Vương Đại Thạch nhìn mặt bàn trống rỗng, trợn tròn mắt, lúc này Từ Phượng Niên bỗng giơ tay lên, đặt túi bánh ngọt vừa nãy mất tích trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trở lại trên bàn. Vương Đại Thạch chạy về bên cạnh bàn ngồi xuống, cảm động đến mức rơi cả nước mắt ấp úng không biết nói chuyện như thế nào. Từ Phượng Niên vô hình chung làm một việc thiện mặt vẫn không chút thay đổi, cũng không làm quen với Vương Đại Thạch, chỉ kéo ghế dựa đến vị trí gần cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như lão tăng nhập định. Trong sương phòng nhất đẳng, có Lưu Ni Dung cùng sư phụ Tiếu Thương, khách khanh Công Tôn Dương cùng một quản sự họ Hồng ngồi ở bốn phía chung một cái bàn. Tiếu Thương đặt ngang một vỏ song kiếm lên trên bàn nhẹ giọng cười nói, Ni Dung ngươi nói kỹ con đường kiếm pháp của Bạch Y kiếm khách kia một chút xem. Đám nhóc con kia nói mơ hồ không rõ, nửa điểm mặt mũi cũng nói không nên lời. Lưu Ni Dung tập kiếm nhiều năm cùng Tiếu Thương, hơn nữa thuở nhỏ còn được nghe quen tai nhìn quen mắt việc ra ra Lưu lão bang chủ đối địch với các loại cao thủ. Trong đó không thiếu cao nhân kiếm thuật, ánh mắt rất độc. Lưu Ni Dung êm tai nói ra mấy chiêu thức tinh diệu, không quên lấy ngón tay làm kiếm, chậm rãi vẽ lơ lửng trên không. Tiếu Thương cũng không phải là loại kiếm sĩ mua danh chuộc tiếng kia, một vỏ song kiếm. Chỗ lợi hại nhất là sau khi ra khỏi vỏ từ mẫu song kiếm có thể quay về dựa thế ở bên người như là song yến trong vòng một trượng, công thủ vẹn toàn. Đây đương nhiên không phải thần thông ngự kiếm của kiếm đạo thượng thừa, mà là kiếm chiêu mưu lợi. Tuy Tiếu Thương tự diễu hoàn toàn không lọt vào pháp nhãn của tông sư kiếm đạo, nhưng với Ngư Long Bang thì đã là bản lĩnh cực kỳ huyền diệu rồi. Cho dù là Lưu Ni Dung kiến thức rộng rãi cũng thành tâm kính nể, nàng vất vả tập kiếm mười mấy năm, cũng chỉ có thể làm được việc khiến cho đơn kiếm quay về trong phạm vi ba thước, hơn nữa còn phải vừa nhìn vừa dùng, căn bản là vô ích với việc đối địch chém giết. Tiếu Thương là một trong số ít cao thủ Ngư Long Bang có thể xếp hạng nhị lưu trên võ lâm Lăng Châu, chênh lệch với Lưu lão bang chủ tuyến đầu kỳ thật không xa. Là kiếm thuật đệ nhất nhân danh xứng với thực trong bang, Lưu Ni Dung bái hắn làm sư thì cũng không sợ Tiếu Thương sẽ dạy hư đệ tử. Tiếu Thương nghe Lưu Ni Dung nói quá trình luận võ xong, mỉm cười nói, nếu vi sư đoán không sai, Bạch Y kiếm khách kia là Trình Di Triệt danh tiếng rất thịnh ở biên cảnh, vốn tưởng rằng chỉ là công phu mèo ba chân lừa gạt dân chúng. Không ngờ thật đúng là có chút đạo hạnh, đáng tiếc vị này đi gấp, nếu không đúng là có thể luận kiếm kết bạn. Nếu có thể vào Ngư Long Bang ta làm khách khanh, vậy càng là chuyện tốt. Lưu Ni Dung than nhẹ nói, đáng tiếc. Tiếu Thương nhìn thoáng qua Công Tôn Dương sắc mặt chất phác, cười nói, Trình Di Triệt này thân thủ cao thì cao, nhưng so với lão hồ lô chúng ta thì vẫn kém hỏa hầu. Ni Dung, năm đó Công Tôn thúc thúc của con. Công Tôn Dương cố hết sức nhướng mí mắt, cắt ngang lời nói làm lộ nội tình của lão hữu Tiếu Thương, khoát tay nói, chuyện không còn nữa thì đừng nói nữa. Tiếu Thương bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nói. Công Tôn Dương xoay người đứng lên, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta về phòng trước. Lưu Ni Dung đứng dậy muốn tiễn thì bị Công Tôn Dương lắc đầu ngăn lại, lão một mình đi ra khỏi phòng. Ngư Long Bang đều biết ngón chân phải của vị đại khách khanh này bị nhiễm độc ẩm, đi lại rất khó khăn. Nghe nói đang ngủ còn không rút được cả gót giày ra, cho nên đi đường hơi khập khiễng, cũng không lộ diện. Trong những nhân vật có bối phận của Ngư Long Bang, vị này thậm chí không thu một người đồ đệ nào, mọi người chỉ nghe nói lão gia hỏa này có thể sử dụng tuyệt kỹ ngũ tiễn liên châu. Nhưng cũng không có ai có cơ hội tận mắt chứng kiến, còn cây đại cung sừng châu treo trên vách tường kia thì quanh năm phủ bụi, không biết liệu nó có cũng chỉ để trưng bày cho đẹp hay không nữa. Chờ Công Tôn Dương rời đi, Tiếu Thương mới tiết lộ một ít chuyện cũ bí mật, lúc này Lưu Ni Dung mới biết được Công Tôn Dương từng có hành động vĩ đại. Từng có lần khi cưỡi ngựa vào thành ông đã dùng hai tay bắt lấy hai bên cửa thành rồi kẹp vào một con liệt mã khiến nó treo lơ lửng trên không. Thật sự là như thế, Công Tôn thúc thúc lúc đỉnh phong đã hoàn toàn không thua ra ra nàng, chỉ là không biết mấy năm nay cảnh giới tu vi có lui bước hay không mà thôi. Lưu Ni Dung biết rõ con đường võ đạo là đi ngược dòng nước, một ngày lười biếng, sẽ hoang phế công sức một tháng. Tựa như Minh Châu đã phủ bụi lâu năm vậy cho dù trà lau lại thì châu quang cũng không còn mượt mà như trước nữa,
Cái gọi là hoa tàn ít bướm chính là đạo lý này. Minh Châu cũng có tính mạng mà cảnh giới võ công đồng dạng cũng có linh tính, chỉ có thể hiểu không thể nói, đồng thời cũng không chịu nổi bất kỳ sự hoang phí nào. Tiêu Thương do dự một chút, trầm giọng nói, Ni Dung, hôm nay vi sư nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trên đường. Lưu Ni Dung giật mình, nhỏ giọng hỏi, là kẻ thù của sư phụ. Tiêu Thương gật đầu, không khó giải quyết, chỉ sợ vài người tụ cùng một chỗ. Lưu Ni Dung ngữ khí trấn định mỉm cười nói, sợ cái gì, khách sạn cách Quan Ải chỉ có một chút khoảng cách. Bọn họ còn dám công khai gây chuyện thì có sư phụ cùng công tôn thúc thúc áp trục, đám chuột nhát này, tới một con giết một con, tới hai con giết một đôi, tới ba con giết sạch toàn bộ. Tiêu Thương cũng bị giọng nói của Lưu Ni Dung lây nhiễm, dâng lên một cỗ khí khái anh hùng từng bị tuổi già che đậy, cười nói, chúng ta tập kiếm, nên có phần hào khí này. Ni Dung, cảnh giới của ngươi sau này nhất định cao hơn vi sư một bậc. Lưu Ni Dung mỉm cười, nhưng mà khi màn đêm buông xuống, Ngư Long Bang liền cười không nổi. Ý định ban đầu là ở phố xá sầm uất, để cho đám tiểu tử trốn ở chỗ âm u không thể lộ ra ánh sáng kia sinh lòng cố kỵ, ai ngờ lại bị người ta bắt ba ba trong hũ. Lưu Ni Dung đứng ở cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, ngọn đuốc bên ngoài khách sạn chiếu rọi đêm tối giống như ban ngày. Lại có tới ba thế lực có ý đồ với Ngư Long Bang, một là kẻ thù của nhị bang chủ Tiếu Thương, có 5-6 người, cũng không cưỡi ngựa. Hiển nhiên là muốn thừa dịp một chuyến hành tẩu trên giang hồ cuối cùng trước khi rửa tay chậu vàng này của Tiếu Thương để báo thù. Giang hồ tự có quy củ bất thành văn của giang hồ, đại thể là có 3 điều. Điều khuôn vàng thước ngọc thứ nhất là thù mấy đời vẫn có thể được con cháu báo, nhưng bình thường phải không gây họa đến thê nữ hoặc không tạo nên thảm án diệt môn. Nếu không thì đừng nói tới việc quan phủ truy nã mà người trong võ lâm cũng sẽ khinh bỉ, còn riêng hiệp nghĩa chi sĩ có năng lực thì càng có thể sẽ ra tay giáo huấn kẻ vi phạm quy tắc này. Điều thứ hai chính là một ngày vi sư cả đời làm cha, đừng nói về kẻ gia nô ba họ tùy ý thay đổi môn đình kia, chỉ riêng việc đổi sư phụ. Bất luận là loại lý do nào thì cũng sẽ là vết nhơ cả đời, cho nên chuyện bái sư cơ hồ đều là đại sự của người trong giang hồ, không thua sĩ tử đạt quan trong sĩ lâm. Điều thứ ba là một khi bày xong nghi thức thoái ẩn, rửa tay qua chậu vàng, đổ nước trong chén, ân oán bình thường sẽ nhất loạt hết hiệu lực. Thế lực thứ hai cũng không ngoài dự đoán của mọi người, là nữ tử chồn che chắn ban ngày, người nào người nấy đều cưỡi tuấn mã. Thế lực cuối cùng mới quả thực làm cho Ngư Long Bang sinh lòng tuyệt vọng, cảm thấy như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Thế mà lại là đại công tử Chu Tự Nhiên của phó úy Quan Ải Chiết Xung, đi theo phía sau 8-9 kỵ binh, còn bộ tốt giáp sĩ thì có hơn 20 người. Khuôn mặt anh tuấn của Chu Tự Nhiên dưới ánh lửa rạng rỡ đối diện với Lưu Ni Dung ở lầu 2, chậm rãi nói, bắt giặc cướp, người không liên quan tự mình tránh lui. Nữ tử chồn che chắn là người nói và hành động không chút úy kỵ nào, không chút kiêng kỵ đến việc đám người trong khách điếm nơi Ngư Long Bang ở có nghe thấy hay không mà nũng nịu nói. Chu công tử, đã giao hẹn rồi, nữ tử họ Lưu kia thuộc về ngươi, tiểu ca nhi đeo đơn đao dưới tay nàng kia thuộc về ta, ngàn vạn lần không thể để hắn bị thương chút nào. Chu Tự Nhiên nhíu mày, không có trả lời. Nữ tử này giật giật khóe miệng mơ hồ có chút không vui, nhưng cũng nhịn những lời bất kính đã đến. Bên miệng lại mà quyến rũ lười biếng ngồi trên lưng ngựa, một tay dán ở bên hông, ngón trỏ đầy tiết tấu gõ vào hoa văn trên đai ngọc. Ở biên cảnh này, có ai trốn thoát khỏi lòng bàn tay bổn tiểu thư? Vì sao nam tử có thể ngồi trong hậu cung có 3.000 giai nhân, lại không cho phép nữ tử chúng ta có 300 trai lơ chứ? Bổn tiểu thư cứ muốn như vậy đấy. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 379, tính kế đến tính kế đi, 1. Chu Tự Nhiên tự nhận đọc đủ binh thư, hơn nữa có thể thành thạo vận dụng cho thế sự, mấy năm nay mọi việc đều thuận lợi. Không chỉ trở thành thủ tịch phụ tá cho phó úy lão cha Chiết Xung, bày mưu tính kế, còn tự mình thiết cục, khiến cho rất nhiều đạo tặc giang dương nổi danh trên bảng đều ngã xuống trong Quan Ải, chỉ riêng bạc thưởng đã tích được hơn 2.000 lượng bạc trắng. Chu Tự Nhiên không để ý đến việc lão cha sót bạc mà phân phát phần lớn số bạc này cho sĩ tốt đảo mã quan những người bán mạng cho cha con bọn họ. Hắn tuy nói là công tử ca lớn nhất trên một mẫu 3 phần đất Quan Ải này, nhưng bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang nên danh tiếng của hắn trong dân chúng luôn luôn không tệ. Lần nhằm vào Ngư Long Bang thả lưới lớn này, chỉ là nhất thời nảy lòng tham,
Ba ngày trước vài vị thảo mãng ở Lăng Châu bên kia gặp được một gã anh em của chú tự nhiên. Ăn một bữa rượu hoa trên yến hội, sau đó nói muốn hạ sát thủ đau đớn với một vị tên là Tiếu Thương trong Ngư Long Bang. Chu tự nhiên vốn không định tham gia loại báo thù giang hồ này, bất quá mấy vị người trong võ lâm kia làm việc cũng sảng khoái. Có một gã vong mệnh liều mạng lẻn đến phụ cận đảo Mã Quan đang bị họ đang giam giữ, họ cũng không nói hai lời mà đã giao cho Chu công tử. Chu tự nhiên thấy bọn họ chỉ yêu cầu giữ Ngư Long Bang ở đảo Mã Quan một đêm, không cần tự tay dính vào việc bẩn thỉu thì cũng đáp ứng. Ai ngờ sau khi Ngư Long Bang tới thì lại rút giấy thông hành của một gã giám quân binh khí tiền nhiệm của Bắc Lương ra. Điều này làm cho Chu tự nhiên trở tay không kịp, lập tức trở nên hối hận vì đã kết giao với đám giang hồ mãng phu không biết nặng nhẹ này. Chỉ có điều Chu tự nhiên biết rõ không thể bỏ cái danh tiếng nhất hứa ngàn vàng nhờ tích góp từng tí một của Chu công tử ở đảo Mã Quan được. Nếu thực sự không muốn làm tổn hại danh tiếng của mình thì đành phải kiên trì hát mặt đen mà thôi, phải ngăn lại đám Ngư Long Bang lại, nhưng mà hắn đã âm thầm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi hai đám người sống mái với nhau thì hắn sẽ để cho Tâm Phúc mang binh đến nhúng tay vào, tuyệt không để cho trạng thái phát triển đến mức không thể vãn hồi. Giải thích, hát mặt đen và hát mặt đỏ là một câu nói từ trong việc trang điểm kinh kịch, trong đó mặt đỏ là quan công, mặt đen là bao công, quan công là một người trung thành, dựa trên lòng tốt sẽ cho đối phương cơ hội, nhưng bao công không ích kỷ và đối xử bình đẳng với mọi người. Hết giải thích. Nhưng vào hoàng hôn khi gặp được khách quen chính là nữ tử chồn che chắn kia ở đảo Mã Quan, trải qua một phen mật đàm, thì ước nguyện ban đầu có vẻ bảo thủ của Chu tự nhiên đã được thay đổi. Giờ hắn lại quyết tâm muốn cho Ngư Long Bang chịu thiệt thòi lớn, vừa muốn nhận lấy nhân tình giang hồ lúc đầu, tiền lời của những hàng hóa thuộc về Ngư Long Bang kia, Chu tự nhiên cũng muốn thu vào trong túi. Đương nhiên không phải hắn muốn trở mặt với vị tướng quân hư hàm giờ đã là võ tán quan kia, mà muốn tự mình dẫn người đến Bắc Mãng để quyết định khoản mua bán này. Có nữ tử chồn che chắn ở Bắc Lương kia bắc cầu dắt mối thì đến lúc đó cũng phải kiếm được chức võ tán quan tứ phẩm trở nên, chút tiền lời kia Chu tự nhiên sẽ dâng tặng bằng cả hai tay. Thậm chí còn đưa tặng thêm nhiều hơn nữa, kể từ đó, Chu công tử cũng sẽ coi như là đã có chút quan hệ cùng với vị giám quân binh khí tiền nhiệm kia. Về phần tính mạng của mấy chục người của Ngư Long Bang này, Chu tự nhiên cũng chỉ có thể áy náy vài câu trong lòng mà thôi. Còn nữa, tính toán của hắn cũng không chỉ là tính tới mức một mũi tên trúng hai đích. Chu tự nhiên thần sắc đạm mạc ngồi cao trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn lại, lặng lẽ ra hiệu trong gian phòng nào đó của khách sạn. Lập tức có một hán tử có cổ họng thô ráp kiệt lực hô, ông nội mày hôm nay bị các ngươi ngăn ở chỗ này, coi như ông nội lật thuyền lớn trong mương, nhận thua. Nhưng ông nội mày có ba mươi mấy hảo huynh đệ Ngư Long Bang có bản lãnh đổi mạng ở chỗ này, kẻ nào dám đi lên tìm chết, ông nội đây coi kẻ đó là anh hùng hảo hán. Phần lớn bang chúng của Ngư Long Bang đều đứng ở bên cửa sổ xem kịch, vốn dĩ cho rằng mình có thể là người ngoài cuộc, còn tưởng có một hồi trò hay là binh bắt phỉ để thưởng thức. Không ngờ giờ lại nghe được mấy câu kia, bang chúng ở trên cửa sổ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, tên vương bát đản khấu phỉ này là muốn kéo họ theo đây mà. Mấy bang chúng trẻ tuổi tính tình sao động vội vàng xách đao muốn theo đuổi âm thanh đi làm thịt con rùa con không biết từ trong ao nào bò ra này. Còn chưa ra khỏi cửa, nhị bang chủ Tiếu Thương cùng quản sự đã tới tập hợp mọi người vào trong ba gian phòng ở sát vách, không cho bất luận kẻ nào ra tay. Ngư Long Bang mấy năm nay cũng không có tư cách làm loại bang phái sống trong an nhàn sung sướng nằm thu bạc kia, thành viên trong bang cũng thấy quá nhiều việc ngươi tới ta đi rồi. Lúc này cho dù bị ngu đi nữa thì cũng biết là đã trúng cạm bẫy, một đám thở mạnh chứ không dám thở dốc, nếu chỉ là bang phái gây hấn chém giết, bọn họ cũng không sợ ai. Chỉ là đám kỵ binh cùng giáp sĩ bên ngoài khách sạn kia thì thật sự làm cho người ta sợ hãi run rẩy, cho dù may mắn sống sót qua cuộc chém giết thì sẽ bị vu cho tội tự ý. Giết quan quân, sau này Ngư Long Bang còn có thể đặt chân trên giang hồ ở Bắc Lương nữa sao? Lưu Ni Dung sắc mặt tái nhợt đi tới một gian phòng bên ngoài, hô hấp đang dồn dập thoáng bình tĩnh lại, đưa tay gõ cửa. Nàng làm việc không thể không nói là quyết định rất nhanh, thân hãm tử cục, ngay cả Công Tôn Dương cũng không mang theo, mà lại một mình đi gặp kẻ địch. Mang theo thành ý lớn lao, muốn nhìn một chút xem là ai trong khách điếm muốn kéo Ngư Long Bang vào trong vũng bùn vạn kiếp bất phục. Lưu Ni Dung gửi gắm hy vọng vào niềm tin những người này chỉ muốn bạc, nhưng sâu trong nội tâm nàng biết tối nay 8-9 phần 10 là không thể dùng bạc giải quyết rồi. Bỗng có một thanh đao phá cửa phi vào, Lưu Ni Dung sợ hãi cả kinh nghiêng người về phía sau,
nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng lưỡi đao kia chỉ cách mặt mình một tấc. Người trong phòng thấy một kích không như ý liền quyết đoán thu đao, tung một cước đá lên cửa phòng. Lưu Ni Dung đang cúi người sát đất liền vỗ một tay xuống mặt đất, thân thể xoay tròn, tránh khỏi cái cánh cửa đang bay tới. Đứng trong phòng là một gã trẻ tuổi cà lơ phất phơ có sắc mặt tái mét đang gác đao trên vai. Gã đi ra khỏi phòng, khịt khịt mũi. Khi đối mặt với Lưu Ni Dung thì cười ha ha nói, nếu sớm biết là một nữ tử da mềm thịt mềm thì tiểu gia ta đã ra đao hàm xúc hơn một chút rồi. Lưu Ni Dung kiềm chế nộ khí trong lòng lại, tận lực bình tĩnh hỏi nói, vì sao muốn hãm hại Ngư Long Bang của ta? Trẻ tuổi đao khách mặc dù bất cần đời tựa như kẻ vô lại trợ búa đùa giỡn nương tử thông thường, nhưng nhìn ánh mắt cùng khí thế của người cầm đao này lại khiến cho Lưu Ni Dung kinh hãi một hồi. Quả nhiên đây là giáp sĩ tinh nhuệ bên trong quân đội Bắc Lương, nàng nhớ kỹ ra gia Lưu lão bang chủ từng nói rằng tướng sĩ trong quân lữ khác biệt với võ phu trên giang hồ. Có lẽ trên tay đều nhuốm máu, nhưng để mà so sánh với sự tàn nhẫn của võ phu thì tướng sĩ trong quân lữ sẽ có thêm một loại khí chất hung hãn không sợ chết chân chính thẩm thấu đến tận xương tủy. Loại kiên nghị này chính là tâm khí được rèn luyện ra nhờ đối mặt với thiên quân vạn mã, là sát khí của người cắn răng bò ra trong đống xác chết về lại dương gian. Sau khi xác nhận thân phận của đao khách, toàn thân Lưu Ni Dung lạnh buốt, tâm tình rơi vào vực sâu. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, nói thẳng vào vấn đề, nhị ca nhà ta chọn chúng ngươi, ngươi nếu thức thời thì ngoan ngoãn về cùng nhị ca. Nhị ca bảo ta nhắn nhủ với ngươi một câu, nếu ngươi chịu làm nữ nhân của hắn, thì Ngư Long Bang cũng chỉ mất ba mười mấy người ngựa này mà thôi, có ta nhị ca ta giúp đỡ. Ngư Long Bang các ngươi về sau lui tới Bắc Lương Bắc Mãng sẽ được thông suốt, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, đây coi như là sính lễ của nhị ca ta. Cảnh cáo trước với ngươi, nhị ca đã có nữ tử đàng hoàng muốn cưới hỏi rồi, còn Lưu tiểu thư đây làm thị thiếp vô danh vô phận là tốt lắm rồi. Với người khác thì còn cảm thấy ủy khuất, chứ thật ra là Ngư Long Bang các ngươi đang trèo cao đấy. Còn nữa, có thể khiến Triệu Dĩnh Xuyên ta hô một tiếng nhị tẩu, phải là có phúc khí cực lớn mới có được đấy. Lưu Ni Dung cười lạnh, nhị ca Chu tự nhiên của ngươi quả là tính toán kỹ càng ha, tiểu nữ từ đây bội phục đến cực điểm. Thanh niên đao khách tự xưng là Triệu Dĩnh Xuyên liếm liếm khóe miệng, liếc mắt nhìn hán tử đang sụi lơ tại trên ghế bên trong phòng. Gia hỏa đáng thương này rơi vào trong lòng bàn tay nhị ca thật đúng là khổ tám đời, tên này vừa trúng nhuyễn cân tán. Loại độc mà những kẻ hái hoa tặc hành tẩu giang hồ lúc trước nhất định phải chọn đầu tiên, cái tên đức hạnh chó chết này vốn còn có chút cứng rắn của hảo hán giang hồ. Không muốn vu oan giá họa lên đầu Ngư Long Bang, thế nên bản thân hắn đành phải cầm dao chậm rãi vẽ một đường rãnh máu trên đùi tên này. Đến tận khi cách đũng quần chỉ còn có khoảng nửa tấc thì tên hán tử này cuối cùng mới không rụt rè nữa mà hô lớn lên mấy lời nhị ca đã soạn sẵn kia. Triệu Toánh Xuyên nhìn chằm chằm vào người lọt vào mắt xanh của nhị ca, Lưu Ni Dung, nghĩ thầm nhãn quang của nhị ca quả là tốt. Cười nói, đàm phán xong xuôi rồi thì phiền nhị tẩu cùng Triệu Dĩnh Xuyên ra cửa sau rời đi. Về sau Ngư Long Bang là họ Lưu hay là họ Chu thì cũng là người một nhà, nhị ca tất nhiên là có bản sự giúp Ngư Long Bang nhảy lên thành bang phái lớn số 1 số 2 ở Lăng Châu. Nếu đàm phán không thành thì không nên trách Triệu Mỗ đánh ngất xỉu ngươi vác lên vai rồi ném lên trên giường trong nhà riêng của nhị ca. Vạn nhất ngươi quyết tâm muốn vây đánh Triệu Mỗ, cũng không sao, Triệu Dĩnh Xuyên tự tin là trốn được đi, về phần vị trong phòng đầu kia. Dù sao sống hay chết đều đã không quan hệ đại cục nữa rồi, nhưng mà nhị tẩu à, thật sự là muốn không đánh không quen biết mới hài lòng sao? Lưu Ni Dung chỉ cảm thấy bi thương, con cháu nhà quan đều là kẻ lòng dạ âm hiểm như vậy sao? Chu tự nhiên mới là một gã con cháu của lục phẩm phó úy Chiết Xung mà đã tính toán đến đáng sợ như thế rồi. Thế thì với gã con cháu của binh khí giám quân hợp tác cùng Gia Gia lúc trước kia, chẳng phải là càng giống như là bảo hổ lột ra sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu chính là cái bẫy của tử địch Ngư Long Bang và phủ tướng quân ư? Lưu Ni Dung hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nếu người có thể còn sống rời khỏi khách điếm, chuyển cáo cho Chu tự nhiên một câu, bảo hắn đi ăn cướp đi. Chương 380, tính kế đến tính kế đi, 2. Triệu Dĩnh Xuyên vác dao giơ ngón tay cái khen ngợi, nhị tẩu có phong thái thật tốt, chỉ hy vọng sau nửa đêm nay khi trên giường đến nhị ca, cũng khiến người ta thích như vậy. Ban đầu căn cứ vào mưu đồ của Chu tự nhiên, Triệu Dĩnh Xuyên khiến cho tên tội phạm nổi tiếng kia dội nước bẩn rồi nói chuyện với Lưu Ni Dung xong thì nên rời đi. Lưu Ni Dung chịu thua là tốt nhất, không chịu thua thì Chu tự nhiên sẽ tự.
Mình mang binh xông vào khách sạn bắt người. Hậu trường lớn nhất của cái khách sạn này vốn chính là Chu đại công tử hắn. Chút phong ba này cũng không cần tốn nửa phần nhân tình ngân lượng. Triệu Dĩnh Xuyên mới nói xong, ước chừng là thấy sự tình tiến triển thuận lợi nên cũng không có vội vã rút lui, mà là kéo đao chạy như điên ở trong hành lang. Hướng về phía Lưu Ni Dung mà va chạm mà, lúc còn cách nhau 10 bước, hắn lại nhảy lên hướng vách tường, mũi chân điểm một cái, bẻ hướng bay về phía mặt vách tường khác. Khi bắn về phía Lưu Ni Dung thì tốc độ đã vượt qua lúc trước rất nhiều, vô hình chung còn có ưu thế địa lý từ trên cao nhìn xuống, một đao nhanh chóng bổ xuống. Làm gì có chút tình nghĩa thúc thúc chị dâu tương lai nào, Lưu Ni Dung giơ tay ngăn cản, một mũi kiếm trong suốt theo đó cũng vung lên, không hổ là cháu gái cưng chiều của Lưu lão bang chủ. Thanh trường kiếm thu thủy này là vũ khí sắc bén đủ để cho võ phu bình thường thèm nhỏ dãi. Sau khi đao kiếm đụng vào nhau, Triệu Dĩnh Xuyên nhe răng cười nói, buông tay cho lão tử. Lưu Ni Dung tê dại hết cả cánh tay lui về phía sau hai bước, Triệu Dĩnh Xuyên hạ mình xuống đất đắc thế không buông tha người, không cho Lưu Ni Dung cơ hội thở dốc. Đao thế đang mở rộng liền khép lại, khiến cho Lưu Ni Dung cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại, không có thời gian rảnh sử dụng kiếm thuật tinh xảo gì. Có thể thấy Triệu Dĩnh Xuyên cũng không phải là nhân vật lúc nào cũng tự phụ lỗ mãng, dũng sĩ trong quân, kiếm thuật đao pháp, xét đến cùng, đều là thủ đoạn giết người sạch sẽ lưu loát tới cực điểm. Cũng không có cuốn hút hoa lệ, nhân sĩ giang hồ thì khác, sẽ theo đuổi hoặc nhiều hoặc ít chiêu thức tinh diệu mỹ lệ, khó tránh khỏi có chút hiểm nghi rườm rà. Cảnh giới thấp thì là tượng khí, còn cảnh giới cao chính là tiên khí. Triệu Dĩnh Xuyên tự biết Lưu Ni Dung là tinh anh trong bang phái, thế nên không cho nàng có cơ hội đùa bỡn chiêu thức. Lưu Ni Dung lùi lại liên tục về sau, gắt gao nuốt xuống một ngụm máu tươi vừa trào tới cổ họng, trong lúc Triệu Dĩnh Xuyên rốt cục cũng có thời gian rảnh rỗi để thở ra một hơi. Thanh trường kiếm kia đã bị đao của hắn đập cho rời tay, trong lòng Triệu Dĩnh Xuyên cũng có chút vui vẻ, bởi vì vị nữ tử này cuối cùng vẫn là người mà nhị ca động tâm. Không tiện chém giết thẳng tay được mà phải đắn đo ra chiêu có chừng có mực để bắt Lưu tiểu thư có kiếm thuật không tầm thường này, nào ngờ mới buông lỏng một chút. Thì thanh trường kiếm vừa rời tay kia lại biến hóa kỳ lạ mà lượn quanh thân thể Lưu Ni Dung một vòng, dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt vuốt lên cổ Triệu Dĩnh Xuyên. Triệu Dĩnh Xuyên nghiêng đầu né thanh kiếm đang bay tới, một lọn tóc bị thanh phi kiếm này cắt xuống, cười hì hì nói, hay cho thủ đoạn ly thủ kiếm. Nếu không phải nhị ca nhắc nhở rằng nhị tẩu có sư phụ là Tiếu Thương am hiểu song yến hồi toàn, thì quả thực Triệu mỗ phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Lưu Ni Dung bất động thanh sắc, giãn hai tay ra, cánh tay đưa ra cũng không phải cầm trường kiếm, mà là dùng một ngón tay búng trên thân kiếm, còn bàn tay kia vỗ vào phần chuôi kiếm. Trường kiếm nhanh chóng xoay tròn trên không trung, giống như là một con quay đang quay trên không trung bay về phía Triệu Dĩnh Xuyên. Cho dù Triệu Thục Xuyên tuổi còn trẻ đã đi lại trên chiến trường dạo qua vô số lần ở Quỷ Môn Quan, thì cũng phá lệ hiện ra sắc mặt ngưng trọng, không dám tùy tiện rút đao, sợ đao thế bị nữ tử kia mượn thế xuất chiêu. Nhị ca từng nói lão bang chủ của Ngư Long Bang có pháo chùy quyền trấn Lăng Châu. Chiêu thức áp dương tinh diệu nhất chính là phu tử chắp tay, liên tục 3 lần chắp tay thì kình đạo sẽ tăng gấp bội, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường của võ công thông thường. Hoàn toàn ngược lại, Lưu Ni Dung này rõ ràng là đã dung nhập phu tử chắp tay vào trong kiếm thuật của Song Yến Toàn, có chút khó giải quyết. Triệu Dĩnh Xuyên hạ quyết tâm tránh gió mạnh, rút đao lui về phía sau là một cánh cửa phòng. Sau lưng chợt phát lực thì cửa gỗ đã được đụng nát, hơi chật vật lui vào trong phòng. Lưu Ni Dung ngoài cửa không thừa thắng truy kích, chỉ thấy sau khi nàng cầm trường kiếm lên thì khóe miệng rốt cục cũng không che giấu được xu thế suy tàn nữa mà chảy ra tơ máu. Triệu Dĩnh Xuyên thấy thế thì run rẩy cầm đao lên, khôi phục lại tư thái tiêu sái bất cần đời, cười hắc hắc nói, thủ đoạn chơi kiếm của nhị tẩu tốt đấy. Lưu Ni Dung lau vết máu trên khóe miệng đi, cười cười nói, ta chơi được cả mẹ ngươi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tẻ nhạt. Khóe miệng Triệu Dĩnh Xuyên giật giật, hiển nhiên không ngờ một nữ tử như vậy mà lại nói tục. Trong phòng kỳ thật còn có hai vị, chẳng qua bất kể là người một nhà như Lưu Ni Dung hay là đao khách Triệu Thư Xuyên của Mã Quan cũng không cho rằng hai người này có thể làm cái gì. Lưu Ni Dung cũng chỉ lo lắng việc hai người này bị tai bay vạ gió, tên đao khách này chỉ là dấu vụng nên mới tạm thời rơi vào hạ phong. Chứ một khi sinh tử đọ sức thì Lưu Ni Dung không có lòng tin mình có thể may mắn sống sót. Nàng khẽ đánh mắt, ý bảo hai người trong phòng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sau một khắc thứ nàng nhận được là thất vọng. Có hai thứ làm nàng có cảm xúc thất vọng,
một là nam tử trẻ tuổi bội đao đứng ở cửa sổ kia vẫn sừng sững bất động với vẻ mặt hờ hững. Thế nhưng điều khiến Lưu Ni Dung lo lắng nhất chính là Vương Đại Thạch lại không để ý đến tình thế mà hô to một tiếng rồi xông về phía Triệu Dĩnh Xuyên. Tuyệt kỹ khai tông lập phái của Ngư Long Bang không thể nghi ngờ chính là quyền pháp của Gia Gia Nàng, là phân nhánh của một loại quyền pháp trong Lưỡng Thiện Tự, cũng không theo đuổi con đường phức tạp mà dốc sức bộc phát trong nháy mắt. Con đường võ thuật này nếu có nền tảng hùng hồn nội lực chống đỡ thì quyền pháp đương nhiên là cao minh. Đáng tiếc Vương Đại Thạch vào bang phái không lâu hơn nữa vẫn luôn không thể tiến bước trong lĩnh vực võ thuật, thế nên chiêu này của cậu cũng chỉ là động tác. Võ thuật đẹp mắt mà thôi, Triệu Thư Xuyên thậm chí còn ung dung chờ nắm đấm tới trước mặt, mới ra chân đạp vào đầu gối Vương Đại Thạch, chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã khiến chiêu quyền pháp kia thất bại. Ngay sau đó thanh Bắc Lương đao đã đặt trên cổ Vương Đại Thạch, Triệu Thư Xuyên một tay cầm đao, một tay bóp cổ Vương Đại Thạch, vẻ mặt khó xử lẩm bẩm, là cắt cổ hay là bóp cổ đây? Lưu Ni Dung hô lên, không được. Triệu Dĩnh Xuyên nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng bên ngoài phòng, biết bên nhị ca đã nắm chắc phần thắng. Cũng có tâm tư nhàn nhã tìm niềm vui trong lúc bận rộn, cười híp mắt nói, nhị tẩu, ngươi nói với ta một tiếng rằng tiểu thúc thúc thật là mạnh mẽ, ta sẽ thả phế vật này ra. Vương Đại Thạch tuy nói thân thủ hồ đồ, ngược lại cũng có chút cốt khí khờ ngốc, bị người ta chế trụ vẫn đỏ mặt hô, tiểu thư, không được. Lưu Ni Dung mặt không biểu tình nói, ta nói. Năm ngón tay Triệu Thục Xuyên phát lực, lập tức nhấc thân thể Vương Đại Thạch lơ lửng lên trên không. Triệu Lục Xuyên được voi đòi tiên nói, nhị tẩu, ngàn vạn lần đừng quên chữ mạnh mẽ kia đấy. Lưu Ni Dung đang muốn nhận phần nhục nhã này, nhưng vừa mới há miệng liền hoàn toàn không khép lại được, nàng trừng to mắt, phảng phất như gặp được thần ma quỷ quái. Chỉ thấy Triệu Thư Xuyên giống như là một con cá chết, hai tròng mắt tràn đầy tơ máu bệnh hoạn, đây chính là dấu hiệu của kẻ sắp chết. Phía sau Triệu Dĩnh Xuyên là nam tử đeo bội đao từ đầu đến cuối không nói một lời kia, một kích chí mạng này của hắn cũng không cần rút đao ra khỏi vỏ. Chỉ đơn giản là đâm thẳng bàn tay mình vào sau lưng Triệu Dĩnh Xuyên, bóp gãy cột sống. Các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.